Sách Các Quan Xét, chương 1. Sau khi Giô-suê qua đời, dân Israel bèn cầu hỏi Đức Giê-hô-va mà rằng: ai là người trong chúng tôi phải đi lên trước đặng đánh dân Canaan? Đức Giê-hô-va đáp rằng: ấy là người Giu-đa phải đi lên. Kìa, ta đã phó sứ vào tay họ. Người Giu-đa bèn nói cùng người Si-mê-ôn là anh em mình rằng: hãy đi lên cùng tôi trong xứ đã bắt thăm về tôi, thì chúng ta sẽ đánh dân Canaan, rồi tôi cũng sẽ đi cùng anh em đến xứ đã bắt thăm về anh em. Người Si-mê-ôn bèn đi với họ. Vậy người Giu-đa đi lên, Đức Giê-hô-va phó dân Canaan và dân Phê-rê-xít vào tay họ. Tại Bê-xét họ đánh giết 10,000 người. Ở Bê-xét cũng có gặp Adoni-bê-xét, bèn xông vào người, đánh bại dân Canaan và dân Phê-rê-xít. Adoni-bê-xét chạy trốn, nhưng chúng đuổi theo, bắt được người, chặt ngón cái của tay và chân. Bây giờ Adoni-bê-xét nói rằng: có 70 vua bị chặt ngón cái của tay và chân, lượm vật chi rớt dưới bàn ta. Điều ta đã làm, Đức Chúa Trời lại báo ứng ta. Người ta dẫn vua đến Jerusalem và người chết tại đó. Người Giu-đa hãm đánh thành Jerusalem và chiếm lấy, dùng lưỡi gươm giết dân cư và phóng hỏa thành. Kế ấy, người Giu-đa đi xuống đặng đánh dân Canaan ở trên núi miền Nam và đồng bằng, lại đi đánh dân Canaan ở tại Hebron. Tên Hebron thuở xưa là Kiriat Araba, và đánh Sheshai, Ahiman cùng Tanmai. Từ đó, người Giu-đa đi đánh dân cư của Debir. Tên Debir thuở xưa là Kiriat Sefe. Caleb bèn nói: ai hãm đánh Kiriat Sefe và chiếm lấy nó, thì ta sẽ gả con gái ta là Aksa cho người ấy làm vợ. Bây giờ, Othniel, con trai Kena, em thứ Caleb, chiếm lấy thành đó, nên Caleb gả con gái mình là Aksa cho người làm vợ. Khi nàng đã đến nhà Othniel, nàng giục người xin cha mình một miếng ruộng. Nàng xuống khỏi lừa thì Caleb hỏi rằng: con muốn chi? Nàng thưa rằng: xin cha cho con một của phước, vì cha đã định cho con ở đất miền Nam, xin hãy cho con những nguồn nước. Caleb bèn ban cho nàng các nguồn trên và các nguồn dưới. Vả, con cháu của Kenit là anh em bên vợ Môi-se, từ thành cây chà là đi lên với con cháu Giu-đa, đến trong đồng vắng Giu-đa ở về phía nam Arad và lập chỗ ở tại giữa dân sự. Kế ấy, người Giu-đa đi cùng anh em mình là người Si-mê-ôn đánh dân Canaan ở tại Sê-phát, tận diệt nơi ấy, rồi gọi tên nó là Hột-ma. Người Giu-đa cũng chiếm lấy Ga-sa cùng địa phận nó, Ách-ca-lôn cùng địa phận nó và Ét-rôn cùng địa phận nó. Đức Giê-hô-va ở cùng người Giu-đa. Người Giu-đa hãm lấy núi, còn dân sự ở trũng thì họ đuổi đi không đặng, vì chúng nó có những xe bằng sắt. Kế sau, theo lệnh của Môi-se, người ta ban Hebron cho Caleb. Caleb bèn đuổi ba con trai của Anak khỏi thành ấy. Nhưng con cháu Benjamin không đuổi được dân Jebusit ở tại Jerusalem, nên dân Jebusit hãy còn ở chung cùng con cháu Benjamin cho đến ngày nay. Còn nhà Joseph cũng lên đánh Bê-tên, và Đức Giê-hô-va ở cùng họ. Vậy nhà Joseph sai do thám Bê-tên. Tên thành này lúc trước là Luser. Những kẻ do thám thấy một người ở thành đi ra, bèn nói cùng người rằng: xin chỉ cho chúng ta ngõ nào đi vào thành được, thì chúng ta sẽ làm ơn cho ngươi. Người bèn chỉ cho họ ngõ người ta đi vào thành được. Chúng bèn lấy gươm đánh giết thành, nhưng để cho người đó và cả nhà người đi. Đoạn, người ấy đi vào xứ dân Hê-tít, xây một cái thành tại đó và đặt tên là Luser, hãy còn gọi vậy cho đến ngày nay. Người Manasse không đuổi được dân cư của Bết-se-an và của các thành địa hạt nó, cũng chẳng đuổi dân cư của Tha-anát và của các thành địa hạt nó, hoặc dân ở Đô-rơ và dân ở các thành địa hạt nó, hoặc dân ở Gíp-lê-am
và dân ở trong các thành địa hạt nó, hoặc dân ở Megiddo và dân ở các thành địa hạt nó thì cũng chẳng đuổi đi, vì dân Canaan quyết định ở trong xứ ấy. Sải khi Israel trở nên cường thạnh thì bắt dân Canaan phục dịch, nhưng không có đuổi chúng nó đi hết. Người Ephraim cũng chẳng đuổi dân Canaan ở tại Gê-xe, nhưng dân Canaan cứ ở cùng họ tại Gê-xe. Người Sa-bu-lôn cũng chẳng đuổi dân ở Kít-rôn hoặc dân ở Na-ha-lô, và người Canaan ở chung cùng người Sa-bu-lôn, song phải phục dịch họ. Người A-xe cũng chẳng đuổi dân ở A-cô hoặc dân ở Si-đôn, dân ở Ách-láp, dân ở Ạc-xíp, dân ở Hên-ba, dân ở A-phét hay là dân ở Rê-hốp. Người A-xe lập sản nghiệp ở giữa dân Canaan là dân bản xứ, vì người A-xe không đuổi chúng nó đi. Người Nephtali không đuổi dân ở Bết-Shemesh và ở Bết-Anác, nhưng lập sản nghiệp ở giữa dân Canaan là dân bản xứ. Còn dân Bết-Shemesh và dân Bết-Anác phải phục dịch người Nephtali. Dân Amorit dồn người Dan ở trên núi, không cho họ xuống trũng. Dân Amorit định ở tại núi Here, Ayalon và Sa-an-bim, nhưng tay của nhà Joseph thắng chúng nó, nên chúng nó phải phục dịch. Địa phận dân Amorit chạy từ dốc Ạc-rab-bim từ Sê-la trở lên. Chương 2. Vả thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi lên từ Ginh-ganh đến Bô-kim và nói rằng: Ta đã đem các ngươi đi lên khỏi xứ Ai Cập, dẫn vào xứ ta đã thề ban cho tổ phụ các ngươi. Ta đã phán, ta sẽ chẳng hề hủy giao ước ta đã lập cùng các ngươi. Còn các ngươi chớ lập giao ước cùng dân xứ này, hãy phá hủy bàn thờ của chúng nó. Song các ngươi không có vâng theo lời phán của ta. Tại sao các ngươi đã làm điều đó? Ta cũng có phán, ta sẽ chẳng đuổi dân ấy khỏi trước mặt các ngươi. Song chúng nó sẽ ở bên các ngươi, và các thần chúng nó sẽ thành một cái bẫy cho các ngươi. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va vừa nói dứt lời này cho cả dân Israel, thì dân sự bèn cất tiếng lên khóc. Chúng gọi tên chỗ đó là Bô-kim, và dân tế lễ cho Đức Giê-hô-va tại đó. Khi Giô-suê đã cho dân sự về, thì mọi người Israel ai nấy đều đi vào sản nghiệp mình đặng nhận lấy xứ. Dân sự phục sự Đức Giê-hô-va trong trọn đời Giô-suê và trọn đời các trưởng lão còn sống lâu hơn Giô-suê, là những kẻ đã thấy các công việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm ra vì Israel. Đoạn Giô-suê, con trai của Nun, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, tuổi được 110. Người ta chôn người trong địa phận về sản nghiệp người tại Thimnath-Here trên núi Ephraim về phía bắc núi Ga-ách. Hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình. Rồi một đời khác nổi lên, chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhân vì Israel. Bây giờ dân Israel làm ác trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu việc các thần tượng Ba Anh, bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình là đấng đã đem họ ra khỏi xứ Ai Cập. Họ tin theo các thần khác của những dân tộc ở xung quanh, quỳ lại các thần đó và chọc giận Đức Giê-hô-va. Vậy chúng nó bỏ Đức Giê-hô-va, hầu việc Ba Anh và ác tạc tê. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng Israel. Ngài phó chúng vào tay kẻ cướp bóc, và chúng nó bóc lột họ. Ngài bán Israel cho các kẻ thù nghịch chung quanh, và Israel không còn thế chống cự nổi được trước kẻ thù nghịch mình. Bất luận chúng đi đến đâu, tay của Đức Giê-hô-va vẫn nghịch cùng chúng đặng giáng họa cho, y như Đức Giê-hô-va đã phán và đã thề cùng chúng. Chúng bị cơn hoạn nạn lớn lao thay. Xong, Đức Giê-hô-va dấy lên những quan xét giải cứu chúng khỏi tay kẻ cướp bóc. Nhưng chúng cũng không nghe các quan xét, vì chúng hành dâm cùng các thần khác và quỳ lại trước mặt các thần ấy. Chúng vội xây bỏ con đường mà tổ phụ mình đã đi, chẳng bắt chước theo tổ phụ, vâng giữ các điều răn của Đức Giê-hô-va. Vả khi Đức Giê-hô-va dấy lên các quan xét cho Israel, thì Đức Giê-hô-va ở cùng quan xét đó, và trọn đời quan xét Ngài giải cứu Israel khỏi tay kẻ thù nghịch mình. Vì Đức Giê-hô-va lấy lòng thương xót họ, tại có những tiếng rên xiết mà họ thở ra trước mặt những kẻ hà hiếp và làm tức tối mình. Kế sau, khi quan xét qua đời rồi, Israel lại làm ác hơn các tổ phụ mình,
tin theo các thần khác, hầu việc và thờ lại trước mặt các thần ấy. Israel không khứng chừa bỏ việc làm ác hay là lối cố chấp của họ. Bởi cớ đó, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng Israel, và Ngài phán rằng: Vì dân tộc này có bội nghịch giao ước của ta đã truyền cho tổ phụ chúng nó, và vì chúng nó không có nghe lời phán ta, nên về phần ta cũng chẳng đuổi khỏi trước mặt chúng nó một dân nào mà Giô-suê để lại khi người qua đời. Ta sẽ dùng các dân tộc đó thử thách Israel, để xem thử chúng nó có giữ và đi theo đường của Đức Giê-hô-va như tổ phụ chúng nó chăng. Ấy vậy, Đức Giê-hô-va để cho các dân tộc này ở lại trong xứ, không vội đuổi chúng nó đi và cũng không phó chúng nó vào tay Giô-suê. Chương 3. Này là các dân tộc mà Đức Giê-hô-va để còn lại, đặng dùng chúng nó thử thách người Israel nào chưa từng thấy những chiến trận Canaan. Ngài chỉ muốn thử thách các dòng dõi mới của dân Israel, tập cho chúng nó việc chiến trận, nhất là những kẻ chưa từng thấy chiến trận khi trước. Các dân tộc này là dân Philistin cùng năm vua chúng nó, hết thảy dân Canaan, dân Sidon và dân Hevit ở tại núi Liban, từ núi Ba Anh Hẹt Môn cho đến cửa Hamat. Đức Giê-hô-va dùng các dân tộc này để thử thách Israel, đặng xem thử chúng nó có ý vâng theo các điều răn mà Ngài cậy Môi-se truyền cho tổ phụ chúng nó chăng. Như vậy, dân Israel ở chung cùng dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít, cưới con gái của chúng nó làm vợ, gả con gái mình cho con trai chúng nó và hầu việc các thần của chúng nó. Dân Israel còn làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, cúng thờ các hình tượng Ba Anh và A-xê-ra. Vì vậy, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng cùng Israel. Ngài phó chúng vào tay Cushan-ri-sa-tha-im, vua nước Mesopotami. Dân Israel bị 8 năm phục dịch vua Cushan-ri-sa-tha-im. Kế ấy, dân Israel kêu la cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn dấy lên cho chúng nó một người giải cứu là Ốt-ni-en, con trai của Kê-na, em thứ của Ca-lép, và người ấy giải cứu họ. Thần của Đức Giê-hô-va cảm động người. Người đoán xét Israel và đi ra chiến trận. Đức Giê-hô-va phó Cushan-ri-sa-tha-im vua Aram vào tay người, khiến cho người thắng Cushan-ri-sa-tha-im. Xứ được hòa bình trong 40 năm. Kế đó Ốt-ni-en con trai Kê-na qua đời. Dân Israel lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va khiến Ét-lôn vua Mô-áp trở nên cường thạnh để hãm đánh Israel. Vậy Ét-lôn nhóm hiệp chung quanh mình dân Am-môn và dân Amalek, kéo đi đánh Israel và chiếm lấy thành cây Chà Là. Dân Israel bị phục dịch Ét-lôn vua Mô-áp trong 18 năm. Đoạn dân Israel kêu la cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va dấy lên cho chúng một đấng giải cứu là Ê-hút, con trai Gê-ra, thuộc về chi phái Bên-gia-min, là người có tật thuận tay tả. Dân Israel sai người đem lễ cống cho Ét-lôn vua Mô-áp. Ê-hút tự làm lấy một cây gươm hai lưỡi dài một thước và đeo theo trong áo mình nơi hán hữu. Vậy người đem dâng lễ cống cho Ét-lôn vua Mô-áp là một người rất mập. Khi dâng lễ cống rồi, bèn cho những kẻ đã đem lễ vật đến đi về. Nhưng chính người đến hầm lấy đá ở gần Ginh-ganh thì trở lại nói rằng: Hỡi vua, tôi có một lời tâu kín cùng vua. Vua truyền, hãy nín. Hết thảy những kẻ hầu cận vua bèn đi ra. Bây giờ vua đang ngồi một mình nơi lầu mát. Ê-hút đến gần mà nói rằng: Tôi có một lời của Đức Chúa Trời tâu lại với vua. Ét-lôn vừa đứng dậy khỏi ngai, Ê-hút bèn giơ tay tả ra, rút gươm đeo ở phía hữu mà đâm người nơi bụng. Cán gươm cũng lút theo lưỡi, mở liếp lại xung quanh lưỡi gươm, vì người không rút gươm ra khỏi bụng, nó thấu ra sau lưng. Đoạn Ê-hút lánh ra nơi hiên cửa, đóng các cửa lầu mát lại và gài chốt. Khi Ê-hút đã đi ra khỏi, các đầy tớ đến xem, thấy các cửa lầu mát đều đóng gài chốt thì nói với nhau rằng: Hoặc vua đi ngơi trong lầu mát chăng? Chúng đợi rất lâu đến đổi hổ thẹn,
song vì không thấy vua mở cửa phòng, bèn lấy chìa khóa và mở. Kìa, thấy chúa mình đã chết, nằm sải trên đất. Trong khi chúng trì hoãn, Ehud đã trốn qua khỏi các hầm đá, lánh đến Syria. Người vừa đến, bèn thổi kèn lên trong núi Ephraim. Dân Israel đều cùng người xuống khỏi núi, và chính người đi ở đầu hết. Ehud nói cùng chúng rằng, hãy theo ta, vì Đức Giê-hô-va đã phó vào tay các ngươi dân Mô-áp là kẻ thù nghịch các ngươi. Chúng đều theo người xuống chiếm cứ các chỗ cạn sông Giô-đanh là đường đi đến Mô-áp, cấm không cho ai đi qua. Vậy, trong lúc đó dân Israel đánh giết chừng 10.000 người Mô-áp, thảy đều là tay mạnh mẽ, can đảm, không một ai thoát khỏi được. Trong ngày đó, dân Mô-áp bị phục dưới tay Israel, xứ được hòa bình trong 80 năm. Sau Ehud có Samga, con trai của Anak, người dùng một cây đót bò mà đánh giết 600 người Philistin và cũng giải cứu Israel. Chương 4. Sau khi Ehud đã qua đời, dân Israel lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay Gia-bin là vua Canaan trị vì tại Hát-so. Quan thống lãnh đạo binh người là Sisera ở tại Haroset của dân ngoại bang. Vua Gia-bin có 900 xe sắt và trong 20 năm người hà hiếp dân Israel cách hung bạo, nên dân Israel kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Trong lúc đó, Deborah là nữ tiên tri, vợ của Lapidot, đoán xét dân Israel. Bà ở trên núi Ephraim giữa khoảng Rama và Bê-tên dưới cây chà là Deborah, và dân Israel lên đến cùng người đặng nghe sự xét đoán. Bà sai gọi Barak, con trai Abinoam từ Kê-đe trong đất Nephtali, mà nói cùng người rằng, Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đã truyền lệnh này. Hãy chọn đem theo ngươi 10.000 người trong con cháu Nephtali và trong con cháu Sabulon mà đi thẳng đến núi Thabo. Ta sẽ khiến Sisera là thống lãnh đạo binh vua Gia-bin đến cùng ngươi tại khe Kishon luôn với các xe cộ và cả quân lính của hắn. Ta sẽ phó hắn vào tay ngươi. Barak đáp rằng, nếu bà đi với tôi thì tôi sẽ đi, nhưng nếu bà không đi với tôi sẽ không đi. Bà bèn đáp, ừ phải, ta sẽ đi với ngươi, song sự vinh hiển của việc này sẽ chẳng về ngươi, vì Đức Giê-hô-va sẽ phó Sisera vào tay một người nữ. Vậy, Deborah đứng dậy đi cùng Barak đến Kê-đe. Barak nhóm hiệp người Sabulon và người Nephtali tại Kê-đe, có 10.000 người đi theo sau người, và Deborah cũng đi lên với người. Và Hebe, người Kenit, đã lìa khỏi dân Kenit là con cháu Hobab, anh em vợ của Môi-se, và đi dựng trại mình ở về cái dẻ bộp Sanaim gần bên Kê-đe. Người ta thuật cho Sisera hay rằng Barak, con trai của Abinoam, đã đi đến núi Thabo. Sisera bèn nhóm hiệp hết thảy xe cộ sắt mình là 900 cái bằng sắt và toàn quân binh vẫn ở với mình, từ Haroset về dân ngoại bang cho đến khe Kishon. Deborah nói cùng Barak rằng, hãy đứng dậy, vì này là ngày Đức Giê-hô-va phó Sisera vào tay ngươi. Đức Giê-hô-va há chẳng đi đằng trước ngươi sao? Rồi Barak đi xuống núi Thabo, có 10.000 người theo sau. Đức Giê-hô-va dùng mũi gươm làm cho Sisera và hết thảy xe cộ cùng toàn quân lính người vỡ chạy trước mặt Barak. Sisera bèn xuống xe mình chạy bộ mà trốn. Barak đuổi theo xe cộ và đạo binh cho đến Haroset về dân ngoại bang. Cả đạo binh Sisera bị gươm giết, không còn lại một người. Sisera chạy bộ trốn đến trại Gia-ên vợ của Hebe người Kenit, vì Gia-bin vua Hát-so và nhà Hebe người Kenit hòa hảo với nhau. Gia-ên ra đón Sisera mà nói rằng, hỡi chúa, xin hãy vào nơi nhà tôi chớ sợ chi. Vậy người vào trại nàng và nàng lấy mền đắp người lại. Đoạn người nói cùng nàng rằng, ta xin nàng cho ta chút nước uống vì ta khát. Nàng bèn mở bầu sữa ra cho người uống rồi trùm người lại. Người lại nói cùng nàng rằng,
hãy đứng nơi cửa trại, nếu có ai đến hỏi rằng ở đây có ai chăng, thì hãy đáp chẳng có ai hết. Bây giờ người ngủ say vì mệt nhọc quá. Gia-ên vợ Hê-bê bèn lấy một cây nọc trại và tay nắm cây búa, nhẹ nhẹ đến bên người, lấy cây nọc đóng thủng màng tang người, thấu xuống đất và người chết đi. Ba-rác đang còn rượt theo Sisera. Gia-ên bèn ra đón người mà nói rằng: hãy đến, tôi sẽ chỉ cho ông thấy người mà ông đang tìm kiếm. Ba-rác vào nhà nàng thấy Sisera nằm chết sải, có nọc đâm nơi màng tang. Trong ngày đó, Đức Chúa Trời khiến cho Gia-bin, vua Canaan, bị phục trước mặt dân Israel. Tay dân Israel càng ngày càng mạnh thắng Gia-bin, vua Canaan, cho đến chừng chúng đã diệt người đi. Chương 5. Trong ngày ấy, Deborah hát bài ca này với Barak, con trai Abinoam: khá ngợi khen Đức Giê-hô-va vì những quan trưởng đã cầm quyền quản trị trong Israel và bá tánh dân mình cách vui lòng. Hỡi các vua hãy nghe, hỡi các quan trưởng khá lắng tai. Ta sẽ hát cho Đức Giê-hô-va, ta sẽ hát ngợi khen Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel. Hỡi Đức Giê-hô-va, khi Ngài ra từ Se-i-rơ, khi trải qua đồng bằng Ê-đôm thì đất rung, các tầng trời nhỏ giọt, đám mây sa nước xuống. Trước mặt Đức Giê-hô-va, núi bèn đổi ra dòng nước, tức núi Sinai kia ở trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Trong ngày Sam-ga, con trai A-nát, và nhằm lúc Gia-ên, các đường cái đều bị bỏ hoang, những hành khách nương theo các lối quanh quẹo. Trong Israel thiếu quan trưởng, cho đến chừng ta là Deborah trỗi dậy như một người mẹ trong Israel. Người ta đã chọn các thần mới, tức thì cơn giặc có tại trước cửa thành giữa 40.000 người Israel, người ta chẳng thấy cái khiên, cũng chẳng thấy kỳ giáo. Lòng ta ái mộ các quan trưởng của Israel là những người trong dân sự dân mình cách vui lòng. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi các người cởi con lừa bạch, ngồi trên khảm đi bộ trên đường cái khá hát mừng. Cậy tiếng của lính cầm cung tại chung quanh bến uống nước, người ta hãy kính khen việc công bình của Đức Giê-hô-va và cuộc quản trị công bình của Ngài tại nơi Israel. Bây giờ dân sự của Đức Giê-hô-va đi xuống cửa thành. Hỡi Deborah, khá tỉnh thức, tỉnh thức, hãy tỉnh thức, hát một bài ca. Hỡi Barak, khá trỗi dậy, hỡi con trai của Abinoam, hãy dẫn những phu tù người đi. Bây giờ, kẻ còn sót lại trong dân sự đều xuống, đến cùng các tráng sĩ đặng ra trận. Dân sự của Đức Giê-hô-va xuống đánh kẻ giỏng sĩ. Từ Ephraim đến những người có gốc nơi Amalek, sau ngươi có Benjamin là người ở giữa đoàn dân ngươi. Các quan trưởng đến từ Maki và những kẻ cầm cây phủ việc đến từ Sabulon. Các quan trưởng của Issachar đều theo Deborah. Issachar và Barak đồng một ý nhau. Người xông đại vào trũng gần các suối của Ruben. Có lắm điều nghị luận trong lòng. Nhân sao ngươi ở trong chuồng mà nghe tiếng kêu của những bầy chiên gần bên các suối Ruben, có lắm điều nghị luận trong lòng. Gala-át cứ ở bên kia sông Giô-đanh, còn Đan sao ở lại trên các chiếc tàu. A-xe ngồi nơi mé biển an nghỉ trong các cửa biển mình. Sa-bu-lôn và Nep-ta-li là dân tộc liều mạng mình ở trên các nơi cao của đồng ruộng. Các vua đến chiến tranh, các vua Canaan chiến tranh tại Tha-a-nát tại nước Megiddo, song chẳng cướp lấy được tiền bạc. Các tầng trời có dự vào chiến trận, những ngôi sao cứ theo đường mình mà đánh Sisera. Khe Kishon đã kéo trôi chúng nó, tức là khe Kishon đời xưa. Hỡi linh hồn ta, ngươi có dày đạp năng lực dưới chân. Bây giờ vó ngựa bèn dậm đất vì có những chiến sĩ sải chạy mau. Sứ giả của Đức Giê-hô-va phán: hãy rủa sả Mero, hãy rủa sả dân cư của nó, vì chúng nó không đến tiếp trợ Đức Giê-hô-va, không đến tiếp trợ Đức Giê-hô-va đánh các giỏng sĩ. Nguyện cho Gia-ên vợ Hê-bê người Kê-nít được phước giữa các người đàn bà.
nguyện người được phước giữa các đàn bà ở trong trại. Sisera xin nước, nàng đem cho sữa. Nàng lấy chén kẻ sang trọng mà thết mở sữa cho. Một tay nàng nắm lấy cây nọc, còn tay hữu cầm cái búa của người thợ. Nàng đánh Sisera, bữa đầu hắn ra, đập bể đầu và đâm lũng màng tang. Hắn xỉu, té, nằm tại chân nàng. Hắn xỉu, té tại chân nàng. Và tại chỗ hắn xỉu, hắn té chết cứng. Mẹ của Sisera ở cửa sổ xem thấy, bèn kêu qua sông mặt võng mà rằng: vì sao xe con đến chậm trễ? Tại sao các xe con đi chậm giường ấy? Những kẻ khôn ngoan trong bọn hầu người trả lời, mà mẹ hắn cũng nói thầm rằng: chúng há chẳng tìm được của cướp sao? Họ há chẳng phải chia phân của đó ư? Một vài con gái cho mỗi người chiến sĩ, một của cướp bằng vải nhuộm về phần Sisera, một của cướp bằng vải nhuộm thêu, một cái áo vải nhuộm, hai cái áo vải thêu cho cổ của người thắng trận. Ôi Đức Giê-hô-va, nguyện hết thảy kẻ cừu địch Ngài đều hư mất như vậy. Nguyện những kẻ yêu mến Ngài được giống như mặt trời khi mọc lên rực rỡ. Đoạn xứ được hòa bình trong 40 năm. Chương 6. Dân Israel làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay dân Ma-đi-an trong 7 năm. Tay của người Ma-đi-an thắng hơn Israel. Vì sợ người Ma-đi-an, nên dân Israel làm cho mình những nơi ẩn náu trong núi, trong các hầm và đồn. Khi Israel đã gieo giống, dân Ma-đi-an với dân Amalek và người phương đông đi lên đánh Israel, đóng trại đối ngang người, phá hại mùa màng của xứ cho đến Gaza và không để lại trong Israel lương thực gì, hoặc chiên, bò hay là lừa. Vì chúng nó đi lên, đem theo bầy súc vật và trại mình, loáng đến khác nào một đám cào cào. Người và lạc đà vô số đến trong xứ đặng phá hại. Vậy, vì cớ dân Ma-đi-an, Israel bị nghèo khổ bẩn chật, nên họ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Bây giờ, vì dân Israel đã kêu cầu Đức Giê-hô-va về việc dân Ma-đi-an, nên Đức Giê-hô-va sai một đấng tiên tri đến cùng dân Israel. Người nói cùng chúng rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời Israel phán như vậy: ta đã đem các ngươi lên khỏi xứ Ai Cập, rút các ngươi khỏi nhà nô lệ, giải cứu các ngươi khỏi tay người Ai Cập và khỏi tay hết thảy kẻ hà hiếp các ngươi, và đuổi chúng nó khỏi trước mặt các ngươi. Ta đã ban cho các ngươi xứ của chúng nó và có phán rằng: ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, chớ sợ các thần của dân Amorít tại trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng các ngươi nào có nghe tiếng ta? Đoạn thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến ngồi dưới cây thông Ophra thuộc về Giô-ách người Abi-e-se-rít. Gê-đê-ôn con trai người đang đập lúa mạch trong bàn ép đặng giấu khỏi dân Ma-đi-an. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà rằng: hỡi người dõng sĩ, Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi. Gê-đê-ôn thưa rằng: ôi Chúa, nếu Đức Giê-hô-va ở cùng chúng tôi, sao các điều này xảy đến cho chúng tôi? Các phép lạ kia ở đâu mà tổ phụ chúng tôi đã thuật lại rằng Đức Giê-hô-va há chẳng có đem chúng ta ra khỏi xứ Ai Cập sao? Vì bây giờ Đức Giê-hô-va từ bỏ chúng tôi và phó chúng tôi vào tay dân Ma-đi-an. Đức Giê-hô-va xây lại cùng người mà phán rằng: hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi giải cứu Israel khỏi tay dân Ma-đi-an. Ta há chẳng sai ngươi đi sao? Người thưa rằng: than ôi, hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu Israel? Kìa, trong chi phái Manasse, họ tôi vốn nghèo hơn hết, còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi. Đức Giê-hô-va phán rằng: ta sẽ ở cùng ngươi, và ngươi sẽ đánh bại dân Ma-đi-an như đánh một người vậy. Gê-đê-ôn thưa lại rằng: nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin ban cho tôi một dấu rằng chính Chúa phán cùng tôi. Xin chớ gian khỏi đây cho đến khi tôi trở lại cùng Ngài, đem của lễ tôi để trước mặt Ngài. Ngài đáp: ta sẽ ở đây cho đến khi ngươi trở lại. Gê-đê-ôn bèn đi vô, dọn sẵn một con dê con, lấy một ê-pha bột, làm những bánh nhỏ không men. Người để thịt trong rổ, đổ nước thịt vào nồi,
rồi đem ra dâng các món ấy cho Ngài ở dưới cây thông. Thiên sứ của Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy lấy thịt và bánh nhỏ không men để trên hòn đá này, rồi đổ nước thịt ra. Gideon bèn làm như vậy. Bây giờ, thiên sứ của Đức Giê-hô-va giơ đầu gậy Ngài đang cầm nơi tay mình ra, đụng đến thịt và bánh nhỏ không men. Lửa từ hòn đá bốc lên, thiêu hóa thịt và bánh nhỏ không men. Đoạn thiên sứ của Đức Giê-hô-va biến đi khỏi mắt người. Gideon thấy rằng ấy là thiên sứ của Đức Giê-hô-va, bèn la rằng: Ôi Chúa Giê-hô-va, khốn nạn cho tôi, vì tôi thấy đối diện thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Khá yên lòng, chớ sợ chi, ngươi sẽ không chết đâu. Gideon bèn lập tại đó một cái bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và đặt tên là Giê-hô-va Sa-lam. Tại Opra, thành của người Abiezerit, cái bàn thờ ấy vẫn còn lại đến ngày nay. Trong cũng một đêm ấy, Đức Giê-hô-va phán cùng Gideon rằng: Hãy bắt con bò đực tơ của cha ngươi và một con bò đực thứ nhì 7 tuổi, rồi phá dỡ bàn thờ thần Ba Anh tại nhà cha ngươi và đánh hạ hình tượng Asera ở trên đó. Đoạn, tại nơi chót hòn đá này, ngươi sẽ lập một bàn thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và sắp đặt mọi việc. Rồi hãy bắt con bò đực thứ nhì, dâng làm của lễ thiêu với gỗ hình tượng Asera mà ngươi đã đánh hạ. Gideon chọn lấy 10 người trong bọn đầy tớ mình và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Và vì người sợ nhà cha mình cùng kẻ trong thành nên không dám làm theo lệnh ấy ban ngày, bèn làm ban đêm. Sớm mai, khi dân trong thành thức dậy, thấy bàn thờ của thần Ba Anh đã bị phá dỡ, hình tượng Asera ở trên bị đánh hạ, và con bò đực thứ nhì đã dâng làm của lễ thiêu trên bàn thờ mới lập đó. Chúng hỏi nhau rằng: Ai làm điều đó? Đoạn hỏi thăm và tra xét, có người nói cùng chúng nó rằng: Ấy là Gideon, con trai Giô-ách đã làm điều đó. Dân trong thành bèn nói cùng Giô-ách rằng: Hãy biểu con ngươi ra, nó phải chết, vì nó đã phá dỡ bàn thờ thần Ba Anh và đánh hạ hình tượng Asera ở trên. Giô-ách đáp với những kẻ giấy nghịch cùng mình rằng: Các ngươi há có ý binh vực Ba Anh sao? Há có phải các ngươi muốn tiếp cứu nó ư? Ai theo phe Ba Anh sẽ bị xử tử kể từ sáng ngày nay. Nếu hắn là chúa thì chính hắn hãy tranh luận lấy chứ, bởi vì người ta đã phá dỡ bàn thờ của hắn. Vậy, trong ngày đó, người ta gọi Gideon là Giê-ru-ba-anh mà rằng: Ba-anh phải tranh luận cùng người, vì Gideon có phá dỡ bàn thờ của hắn. Hết thảy dân Madian, dân Amalek và người phương Đông đều hiệp lại đi ngang qua sông Giô-đanh và đóng trại tại trũng Gít-rê-en. Thần của Đức Giê-hô-va cảm hóa Gideon, người thổi kèn, các người Abiezerit bèn hiệp lại đặng theo người. Người cũng sai sứ giả đi khắp Manasse, người Manasse bèn nhóm hiệp đặng đi theo người. Đoạn, người sai sứ giả đến chi phái Ase, Sabulon và Nephtali, họ cũng đi lên mà hiệp với người nữa. Gideon thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Nếu Chúa muốn dùng tay tôi giải cứu Israel y như lời Chúa đã phán, thì tôi sẽ để một lốt chiên trong sân đạp lúa. Nếu sương chỉ đóng trên lốt chiên, còn đất lại khô ráo, thì tôi sẽ nhận biết Chúa dùng tay tôi giải cứu Israel y như Chúa đã hứa vậy. Việc bèn xảy ra như vậy. Ngày mai, Gideon dậy sớm, ép vắt lốt chiên, thì sương chảy ra đầy một chén nước. Gideon lại thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Xin cơn thành nộ Chúa chớ nổi phần cùng tôi chỉ sẽ nói lần này thôi. Xin Chúa để tôi làm thử với lốt chiên chỉ một lần này mà thôi. Xin cho một mình lốt chiên phải khô, còn sương lại đóng khắp trên đất. Trong đêm đó, Đức Chúa Trời bèn làm như vậy. Chỉ một mình lốt chiên thì khô, còn khắp trên đất lại bị sương phủ. Chương 7. Qua ngày sau, Giê-ru-ba-anh tức là Gideon và cả dân sự đồng theo người đều dậy sớm, đi đến đóng trại gần bên suối Ha-rốt. Dinh của Ma-đi-an
ở phía bắc về lối nổng More trong chủng. Đức Giê-hô-va phán cùng Gê-đê-ôn rằng: Đạo binh đi theo ngươi lấy làm đông quá, ta chẳng phó dân Ma-đi-an vào tay nó đâu. E Israel đối cùng ta tự khoe mà rằng: tay tôi đã cứu tôi. Vậy bây giờ hãy truyền lệnh này cho bá tánh nghe: ai là người sợ hãi run rẩy khá trở về khỏi núi Ga-la-át? 22,000 người bèn trở về, còn 10,000 người ở lại. Đức Giê-hô-va phán cùng Gê-đê-ôn rằng: dân hãy còn đông quá, phải biểu chúng xuống nơi mé nước, rồi ta sẽ vì ngươi thử chúng nó tại đó. Hễ kẻ nào ta phán với ngươi rằng nó khá đi với ngươi, thì nó sẽ đi theo ngươi. Còn kẻ nào ta phán cùng ngươi rằng nó chớ đi với ngươi, thì kẻ đó không đi. Vậy người biểu dân sự xuống mé nước. Rồi Đức Giê-hô-va phán cùng Gê-đê-ôn rằng: phàm kẻ nào dùng lưỡi liếm nước như chó, và kẻ nào quỳ gối xuống mà uống, thì ngươi phải để riêng ra. Số người bụm nước trong tay rồi kê miệng liếm là 300, còn lại bao nhiêu đều quỳ gối cúi xuống mà uống. Bây giờ Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Gê-đê-ôn rằng: ta sẽ dùng 300 người đã liếm nước đó mà giải cứu các ngươi, và ta sẽ phó dân Ma-đi-an vào tay ngươi. Còn dân sự khác, ai nấy đều phải trở về nhà mình. Gê-đê-ôn cho cả người Israel ai trở về trại nấy, nhưng giữ lại 300 người kia. Chúng lấy lương thực và cây kèn trong tay, vả dinh Ma-đi-an ở thân dưới người tại trong chủng. Sải trong đêm đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Gê-đê-ôn rằng: hãy trỗi dậy, đi xuống hãm dinh Ma-đi-an, vì ta đã phó nó vào tay ngươi. Còn nếu ngươi sợ hãm nó, thì hãy đi xuống đó với Phu-ra đầy tớ ngươi. Ngươi sẽ nghe điều chúng nó nói, rồi ngươi sẽ cảm biết rằng mình có sức mạnh mà hãm dinh chúng nó. Vậy Gê-đê-ôn đi xuống cùng Phu-ra đầy tớ mình đến gần nơi lính canh ở đầu dinh. Vả dân Ma-đi-an, dân Amalek và hết thảy người phương đông bủa ra trong chủng đông như cào cào, còn lạc đà của chúng nó thì vô số, khác nào cát nơi bờ biển. Trong lúc Gê-đê-ôn đến, có một người thuật điềm chiêm bao cho bạn mình nghe rằng: này, tôi có một điềm chiêm bao, thấy một cái bánh nhỏ bằng bột lúa mạch lăn vào trại quân Ma-đi-an. Nó lăn đến một trại, đụng làm cho trại ngã, lật ngược trên lộn dưới nên trại bị đánh đổ. Bọn người đáp rằng: đó nào khác hơn là gươm của Gê-đê-ôn con trai Giô-ách người Israel. Đức Chúa Trời đã phó Ma-đi-an và cả trại quân vào tay người. Khi Gê-đê-ôn nghe lời thuật điềm chiêm bao này và sự bàn điềm đó, thì thờ lại Đức Chúa Trời, rồi trở về trại quân Israel mà rằng: hãy trỗi dậy, vì Đức Giê-hô-va đã phó trại quân Ma-đi-an vào tay các ngươi. Đoạn người chia 300 người làm 3 đội, phát cho mỗi tên những kèn, bình không và đuốc ở trong bình mà dặn rằng: hãy ngó ta và làm y như ta làm. Khi ta đến đầu trại quân, các ngươi sẽ làm theo điều ta làm. Khi ta và những kẻ theo ta thổi kèn, thì các ngươi cũng sẽ thổi kèn ở khắp xung quanh trại quân và reo lên rằng: vì Đức Giê-hô-va và vì Gê-đê-ôn. Gê-đê-ôn và 100 quân theo người đi đến đầu trại quân vào lúc canh ba, hồi mới giao canh. Chúng thổi kèn và đập bể bình mình cầm nơi tay. Bây giờ 3 đội quân thổi kèn và đập bể bình, tay tả cầm đuốc, tay hữu nắm kèn đặng thổi. Đoạn cất tiếng reo lên rằng: gươm của Đức Giê-hô-va và của Gê-đê-ôn. Chúng đứng vây quanh trại quân, ai cứ chỗ nấy. Cả trại quân bèn vỡ chạy, cất tiếng la và trốn đi. 300 người cứ thổi kèn, và khắp trại quân Đức Giê-hô-va khiến trở gươm của mỗi người chém lẫn bạn mình. Đạo binh chạy trốn đến Bê-si-ta về hướng Sê-rê-ra cho đến bờ cõi A-bên-mê-hô-la gần Ta-báp. Người Israel
tức những người chi phái Nephtali, Asher và Manasseh, hiệp lại mà đuổi theo dân Madian. Bây giờ Gideon sai sứ vào khắp núi Ephraim đặng nói rằng: Hãy xuống đón dân Madian, chặn đường chúng nó qua sông cho đến Bết-Bara và các chỗ cạn của Giô-đanh. Vậy các người Ephraim hiệp lại, chiếm các bến cho đến Bết-Bara cùng những chỗ cạn của Giô-đanh. Chúng cũng bắt được hai quan trưởng của dân Madian là Oreb và Seeb, giết Oreb tại nơi hòn đá Oreb và Seeb tại nơi máy ép rượu Seeb. Đoạn họ đuổi theo dân Madian, cùng đem đầu Oreb và đầu Seeb đến Gideon ở phía bên kia sông Giô-đanh. Chương 8. Người Ephraim bèn nói cùng Gideon rằng: Vì sao ông đã đãi chúng tôi như vậy? Khi ông đi giao chiến cùng dân Madian, sao không gọi chúng tôi đi với? Chúng cãi cùng người cách dữ dội. Nhưng người đáp cùng chúng rằng: Sánh với anh em, tôi há có làm được điều chi? Sự mót nho của Ephraim há chẳng hơn mùa gặt nho của Abiezer sao? Đức Chúa Trời đã phó Oreb và Seeb là hai quan trưởng dân Madian vào tay anh em. Đem sánh với anh em, tôi nào có làm được điều gì? Khi người nói lời ấy rồi, cơn giận của chúng bèn nguôi. Gideon đi tới sông Giô-đanh, sang qua cùng 300 người đồng theo mình. Dẫu mệt nhọc, họ cũng cứ rượt theo quân nghịch. Người bèn nói cùng dân Sukkot rằng: Ta xin các ngươi hãy cấp một vài ổ bánh cho dân theo ta, vì chúng mệt nhọc. Ta đang đuổi theo Sebach và Sanmuna, hai vua Madian. Nhưng các quan trưởng Sukkot đáp rằng: Chớ thì ông đã cầm nơi tay mình cườm tay của Sebach và Sanmuna chưa, nên chúng tôi phải cấp bánh cho đạo binh ông? Gideon la lên rằng: Thế thì khi Đức Giê-hô-va đã phó Sebach và Sanmuna vào tay ta, ta sẽ lấy chông đồng vắng và nhánh gai mà đánh thịt các ngươi. Từ đó người đi lên đến Phenuên và cũng nói một cách ấy với dân Phenuên. Dân Phenuên đáp cùng người y như dân Sukkot đã đáp. Vậy người cũng nói với dân Phenuên rằng: Khi ta trở về bình an, ắt sẽ phá hủy cái tháp này. Sebach và Sanmuna ở tại Cạc Cô với quân binh mình, số chừng 15.000 người, là kẻ còn sót lại trong đạo binh của các người phương Đông, vì 120.000 người có tài cầm gươm đã bị giết. Gideon đi lên theo đường của những dân ở dưới trại, tại hướng đông Nobach và Yobeha, đánh bại đạo binh vẫn tưởng rằng mình bình an vô sự. Khi Sebach và Sanmuna chạy trốn, người đuổi theo bắt được hai vua Madian là Sebach và Sanmuna và đánh cả đạo binh vỡ chạy. Đoạn Gideon con trai Joab ở trận trở về qua dốc Here, bắt một đứa trai trẻ ở Sukkot tra hỏi nó, rồi nó viết khai tên những quan trưởng và trưởng lão của Sukkot, số được 77 người. Kế đó người đến cùng dân Sukkot mà nói rằng: Này Sebach và Sanmuna mà các ngươi đã mắng ta rằng, chớ thì ông đã cầm cườm tay Sebach và Sanmuna nơi tay mình chưa, nên chúng tôi phải cấp bánh cho dân mệt nhọc của ông. Vậy người bắt các trưởng lão của thành, lấy chông gai nơi đồng vắng mà đánh phạt những người Sukkot, cũng phá hủy tháp Phenuên và giết những người của thành ấy. Đoạn người nói cùng Sebach và Sanmuna rằng: Các người kia mà hai người đã giết tại Thabo là làm sao? Hai vua đáp: Chúng nó cũng như ngươi, mỗi người đều có hình vóc như một hoàng tử. Người tiếp: Ấy là anh em ta, con của mẹ ta. Quả thật ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, nếu hai ngươi đã để anh em ta sống thì nay ta không giết hai ngươi. Đoạn Gideon nói cùng Giê-the con đầu lòng mình mà rằng: Hãy trỗi dậy giết họ đi. Nhưng người trẻ chẳng rút gươm ra vì sợ, người vẫn còn thiếu niên. Sebach và Sanmuna nói: Chính ngươi hãy trỗi dậy đánh chúng ta đi, vì hễ người thế nào thì sức thể ấy.
Gideon bèn trỗi dậy, giết Sê-bách và Sanmuna. Đoạn lấy đồ trang sức hình như trăng lưỡi liềm ở nơi cổ lạc đà của hai vua. Bây giờ, những người Israel nói cùng Gideon rằng: "Xin ông, con trai và cháu ông hãy quản trị chúng tôi, vì ông đã giải cứu chúng tôi khỏi tay dân Madian." Nhưng Gideon đáp cùng chúng rằng: "Ta chẳng quản trị các ngươi, con trai ta cũng không quản trị các ngươi đâu. Đức Giê-hô-va sẽ quản trị các ngươi." Đoạn Gideon nói cùng chúng rằng: "Ta chỉ xin các ngươi một điều này, là mỗi người trong các ngươi phải giao cho ta những vòng mình đã đoạt lấy. Vả, quân nghịch có những vòng vàng, vì chúng nó vốn là dân Ích-ma-ên." Chúng đáp: "Chúng tôi sẵn lòng giao cho ông." Họ trải một áo tơi ra, rồi hết thảy đều ném vào đó những vòng của mình đã đoạt lấy. Những vòng vàng mà Gideon đã xin cân được 1.700 siếc lơ vàng, không kể những đồ trang sức hình như trăng lưỡi liềm, hoa tai và áo sắc điều của vua Madian thường mặc, cùng những kiềng nơi cổ lạc đà. Gideon lấy vật đó làm một cái ephod để trong thành mình tại Ophra. Cả Israel đều cúng thờ cái ephod đó. Nó trở thành một cái bẫy cho Gideon và cả nhà người. Dân Madian bị phục trước mặt dân Israel, chẳng cất đầu lên được nữa. Nên trong đời Gideon xứ được hòa bình trọn 40 năm. Jerubaal con trai Joash trở về và ở trong nhà mình. Vả, Gideon sinh được 70 con trai vì người có nhiều vợ. Vợ lẽ người ở tại Sichem cũng sinh cho người một con trai đặt tên là Abimelech. Đoạn Gideon con trai Joash qua đời, tuổi tác đã cao, được chôn trong mã của Joash cha người tại Ophra, là thành dân Abiezerit. Sau khi Gideon qua đời, dân Israel trở lại hành dâm cùng các ba anh và chọn ba anh Berit làm thần. Như vậy, dân Israel không nhớ đến Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, là đấng đã giải cứu họ khỏi tay các kẻ thù nghịch ở chung quanh, và cũng không có lòng thảo chuốc nào với nhà Giê-ru-ba-anh là Gideon về các ơn mà người đã làm cho Israel. Chương 9. Abimelech, con trai Giê-ru-ba-anh sang qua Sichem, đến cùng các cậu và cả nhà ông ngoại mình mà nói rằng: "Xin các ông hãy hỏi hết thảy người Sichem mà nói rằng, hoặc tất cả 70 người con trai Giê-ru-ba-anh cai trị trên các ngươi, hoặc chỉ một người làm vua của các ngươi, điều nào là tốt hơn? Cũng hãy nhớ rằng ta đồng cốt nhục với các ngươi." Các cậu người nói dùng người, đem các lời này thuật lại cho hết thảy dân Sichem nghe, và lòng chúng nghiêng về Abimelech vì chúng nói rằng: "Người là anh em ta." Chúng bèn ban cho người 70 miếng bạc của miếu ba anh Berit. Abimelech lấy bạc đó, mướn những kẻ bại hoại hoang đàng đi theo mình. Đoạn, người đi đến nhà cha mình tại Ophra, và trên một hòn đá giết các anh em mình, tức những con trai của Giê-ru-ba-an, số là 70 người. Chỉ một mình Dô-tham, con út của Giê-ru-ba-an còn sống, bởi vì chàng đã ẩn mình. Bây giờ, hết thảy người Sichem nhóm hiệp với cả họ Milo, đi đến cây dẻ bột bia đá ở tại Sichem mà tôn Abimelech làm vua. Dô-tham hay đặng điều đó, bèn đi lên đứng trên chót núi Garisim, cất tiếng la rằng: "Hỡi người Sichem hãy nghe ta, và nguyện Đức Chúa Trời nghe các ngươi. Các cây cối đều đi đặng sức dầu cho một vua cai trị chúng nó." Chúng nó nói cùng cây Olive rằng: "Hãy cai trị chúng tôi." Cây Olive đáp: "Ta há sẽ bỏ dầu ta mà Đức Chúa Trời và loài người đều tôn vinh đặng đi sao động trên các cây cối ư?" Các cây cối lại nói cùng cây vả rằng: "Hãy đến cai trị chúng tôi." Nhưng cây vả đáp rằng: "Ta há sẽ bỏ sự ngọt ngon và trái tươi tốt ta đặng đi sao động trên các cây cối ư?" Đoạn các cây cối nói cùng cây nho rằng: "Hãy đến cai trị chúng tôi." Nhưng cây nho đáp: "Ta há sẽ bỏ rượu ngon ta, là thứ làm cho vui Đức Chúa Trời và người ta, đặng đi sao động trên các cây cối ư?" Bây giờ hết thảy cây cối nói cùng gai gốc rằng: "Hãy đến cai trị chúng tôi." Gai gốc đáp cùng các cây cối rằng:
Nếu bởi lòng chân thật mà các ngươi muốn sức dầu ta làm vua các ngươi, thì hãy đến núp dưới bóng ta. Bằng không, nguyện lửa ra từ gai và thiêu nuốt cây bá hương Liban đi. Bây giờ có phải các ngươi cư xử chân thật và công bình mà tôn Abimelech làm vua chăng? Các ngươi có hậu đãi Jerubaal và nhà người chăng? Có báo đáp điều người đã làm cho các ngươi chăng? Vì cha ta có tranh chiến cho các ngươi, liều mình mà giải cứu các ngươi khỏi tay dân Madian. Nhưng ngày nay, các ngươi lại dấy lên cùng nhà cha ta, đã giết trên một hòn đá các con trai người số là 70 người, và lấy Abimelech con trai của con đòi người, mà tôn lên làm vua của dân Sichem, vì hắn là anh em các ngươi. Vậy, ví bằng ngày nay các ngươi có lấy sự chân thật và chính trực mà đãi Jerubaal và nhà người, thì Abimelech khá vui mừng nơi các ngươi, và các ngươi hãy vui mừng nơi hắn. Bằng chẳng, nguyện lửa ra từ Abimelech thiêu nuốt những người Sichem cùng họ Milo, và nguyện lửa ra từ những người Sichem cùng họ Milo mà thiêu nuốt Abimelech. Đoạn, Jotham trốn, đi ẩn náu tại Bere và ở đó vì sợ Abimelech anh mình. Abimelech cai trị Israel trong 3 năm. Đoạn, Đức Chúa Trời sai đến một ác thần sinh sự bất bình giữa Abimelech và người Sichem. Người Sichem bèn phản nghịch Abimelech để báo thù tội sát nhân đã phạm cùng 70 con trai Jerubaal và khiến huyết họ đổ lại trên Abimelech là anh đã giết họ, cùng đổ trên người Sichem đã giúp hắn giết anh em mình. Người Sichem sai mấy kẻ đi rình rập người trên chót núi. Chúng nó cướp giật những kẻ đi qua đường gần bên chúng nó. Abimelech hay được điều đó. Bây giờ Ga-an, con trai Ebed, cùng anh em mình đến vào trong Sichem. Người Sichem đều để lòng tin cậy nơi người. Rồi chúng ra ngoài đồng, hái những vườn nho của mình, đạp trái nho và dự tiệc yến. Đoạn, họ vào trong đền thờ của thần chúng, ăn và uống, rồi rủa sả Abimelech. Ga-an, con trai Ebed bèn nói rằng, Abimelech là ai? Sichem là chi mà chúng ta phục sự Abimelech? Hắn há chẳng phải con trai Jerubaal sao? Còn Sebul há chẳng phải là kẻ phụ tá hắn ư? Các ngươi khá phục sự những người Hemo là cha của Sichem, còn chúng ta sao lại phục sự hắn? Ồ, nếu ta có dân sự này dưới tay ta, ta sẽ đuổi Abimelech đi. Đoạn, người nói cùng Abimelech rằng, hãy gia tăng quân lính ngươi mà ra trận. Sebul, quan cai thành, nghe được các lời của Ga-an, con trai Ebed nói, thì cơn giận người phừng lên, mật sai sứ đến Abimelech mà nói rằng, này, Ga-an, con trai Ebed và anh em nó đã đến Sichem, xúi dục thành giấy nghịch cùng ông. Vậy, đêm nay, ông và các người theo ông phải trỗi dậy, đi phục binh ngoài đồng. Đến sáng mai, khi mặt trời vừa mọc, ông phải dậy sớm xông hãm thành. Khi Ga-an và quân theo nó ra đánh ông, thì ông hãy tùy cơ mà làm. Vậy, Abimelech và cả đạo binh theo người đều trỗi dậy ban đêm, chia ra làm 4 đội và mai phục gần Sichem. Ga-an, con trai Ebed, kéo ra và đứng tại cửa thành. Abimelech và cả đạo binh theo người bèn đi ra khỏi nơi phục. Ga-an thấy đạo binh ấy, nói cùng Sebul rằng, ta thấy một đạo binh từ trên chót núi xuống. Sebul đáp, ngươi thấy bóng núi mà tưởng là người ta đó chứ? Nhưng Ga-an lại tiếp rằng, quả thật một cơ binh ở trên núi xuống, và một đội do đường cây dẻ bột thuộc sĩ mà đến. Sebul bèn la lên rằng, chính ngươi đã nói, Abimelech là ai mà ta phục sự hắn? Vậy những lời khoe khoang của ngươi đó đã ra sao? Đó há chẳng phải đạo binh mà ngươi khinh dễ ư? Bây giờ khá đi ra giao chiến cùng chúng nó. Ga-an bèn đứng đầu các người Sichem đi ra giao chiến cùng Abimelech. Ga-an bị Abimelech đuổi theo, chạy trốn trước mặt người, và nhiều người bị thương ngã chết dọc đường cho đến cửa thành. Abimelech đi ở tại Aruma, còn Sebul đuổi Ga-an và anh em người đi, không cho ở tại Sichem nữa.
Qua ngày sau, dân sự đi ra ngoài đồng. Có người đem tin đó cho Abimelech hay. Người bèn bắt cơ binh mình chia ra làm ba đội để mai phục ngoài đồng. Khi thấy dân sự ở thành kéo ra, người liền trỗi dậy và hãm đánh chúng nó. Đoạn, Abimelech và những kẻ đi theo lướt đến trước, dừng lại tại cửa thành. Còn hai đội kia xông vào hết thảy người ở ngoài đồng và đánh giết họ. Abimelech hãm đánh thành trọn ngày, bèn chiếm lấy và giết hết thảy người ở trong, rồi phá thành và rắc muối ở đó. Nghe tin này, hết thảy dân sự ở tháp Sichem đều rút về trong đồn của miếu thần Berit. Người ta đem tin cho Abimelech hay rằng hết thảy dân sự tháp Sichem đều hiệp lại tại trong đồn. Abimelech bèn đi lên núi Sanh Môn với cả đạo binh theo mình. Người cầm lấy nơi tay một cái rìu, chặt một nhánh cây, đỡ nó lên và vác trên vai, rồi nói cùng quân theo mình rằng: các ngươi có thấy điều ta làm chăng? Hãy mau mau làm như vậy. Vậy mỗi người chặt một nhánh cây rồi đi theo Abimelech. Họ dựng sắp nhánh cây đó nơi đồn, châm lửa vào và thiêu đồn cùng những người ở trong. Như vậy hết thảy những người ở tháp Sichem, nam và nữ đều chết, số ước 1000. Abimelech liền đi đánh Thebes, vây và chiếm lấy nó. Giữa thành phố có một cái tháp vững bền. Hết thảy dân sự của thành, nam và nữ đều chạy vô núp tại đó và đóng cửa lại, rồi lên trên đỉnh tháp. Abimelech tấn tới tháp, xông hãm nó và đi lại gần cửa đặng phóng hỏa. Nhưng một người nữ ném thớt cối trên đầu Abimelech làm bể sọ người. Người liền kêu gã trai trẻ cầm binh khí hầu mình mà nói rằng: hãy rút gươm ngươi ra giết ta đi, kẻo người ta nói một người đàn bà đã giết người. Vậy gã trai trẻ bèn đâm người thì người chết. Khi người Israel thấy Abimelech đã chết thì mỗi người đi về nhà mình. Như vậy Đức Chúa Trời báo ứng Abimelech vì tội ác hắn đã phạm cùng cha mình mà giết 70 người anh em mình. Đức Chúa Trời cũng báo ứng dân Sichem vì mọi điều ác mà chúng nó làm. Sự rủa sả của Jotham, con trai Jerubba-anh, ứng nghiệm trên chúng nó là như vậy. Chương 10. Sau Abimelech, Thola, con trai Phu-a, cháu Đô-đô, người Isaka, dấy lên đặng giải cứu Israel. Người ở tại Samir trong núi Ephraim làm quan xét trong Israel 23 năm, rồi thác và được chôn tại Samir. Sau người ấy có Jair, người Galaad, dấy lên làm quan xét Israel trong 22 năm. Người có 30 con trai, cởi 30 lừa con và có 30 cái thành ở tại xứ Galaad. Ngày nay, người ta cũng còn gọi nó là thôn Jair. Khi Jair thác thì được chôn tại Kha Môn. Kế ấy, dân Israel lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, phục sự những ba anh và ác tạc tê cùng các thần Syri, các thần Sidon, các thần Mô-áp, các thần người Am-môn và các thần của dân Philistin. Chúng nó lìa bỏ Đức Giê-hô-va, không phục sự Ngài. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng Israel, Ngài phó chúng nó vào tay dân Philistin và vào tay người Am-môn. Kể từ năm đó, hai dân tộc này hà hiếp và chà nát dân Israel. Những người Israel ở bên kia sông Giô-đan trong xứ Amorit tại miền Galaad bị hà hiếp, chà nát trong 18 năm. Dân Amon cũng sang qua sông Giô-đan đánh Giu-đa, Binh-gia-min và nhà Ê-phra-im. Israel bị cơn hoạn nạn lớn lao vậy. Bây giờ dân Israel kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: chúng tôi có phạm tội cùng Chúa, vì chúng tôi đã lìa bỏ Đức Chúa Trời chúng tôi và hầu việc các thần ba anh. Nhưng Đức Giê-hô-va đáp cùng dân Israel rằng: ta há chẳng có giải cứu các ngươi khỏi dân Ê-díp-tô, khỏi dân Amorít, khỏi dân Am-môn và khỏi dân Philistin sao? Lại khi dân Sidon, dân Amalek và dân Ma-ôn hà hiếp các ngươi, thì các ngươi có kêu cầu cùng ta và ta đã giải cứu các ngươi khỏi tay chúng nó. Nhưng các ngươi đã lìa bỏ ta hầu việc các thần khác, bởi đó cho nên ta không giải cứu các ngươi nữa. Hãy đi kêu cầu những thần mà các ngươi đã chọn, chúng nó khá giải cứu các ngươi trong cơn hoạn nạn.
dân Israel thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Chúng tôi đã phạm tội. Xin Chúa hãy đãi chúng tôi theo điều Chúa cho là tốt lành. Chỉ xin hãy giải cứu chúng tôi ngày nay. Họ bèn cất khỏi giữa mình các tà thần rồi trở lại phục sự Đức Giê-hô-va. Lòng Ngài buồn rầu về sự khốn khổ của Israel. Dân Ammon nhóm lại và đóng trại trong xứ Gala-át. Dân Israel cũng nhóm lại và đóng trại tại Mít-ba. Dân sự và các quan trưởng xứ Gala-át hỏi nhau rằng: Ai là người sẽ khởi đầu ra đánh dân Ammon? Người đó sẽ làm quan trưởng hết thảy dân Gala-át. Chương 11. Giép-thê người Gala-át là tay dõng sĩ, con của một người kỵ nữ và cha là Gala-át. Vợ của Gala-át có sinh cho người những con trai. Khi các con trai của vợ ấy lớn lên, bèn đuổi Giép-thê đi mà rằng: Mày không được ăn phần gia tài trong nhà cha chúng ta, vì mày là con của người đàn bà khác. Vậy Giép-thê trốn xa anh em mình và ở trong xứ Tóp. Có những đứa du đảng hiệp lại chung quanh Giép-thê và đi ra với người. Sau một ít lâu, dân Ammon giao chiến cùng Israel. Trong lúc dân Ammon đánh Israel, các trưởng lão Gala-át đi đem Giép-thê ở xứ Tóp về. Họ nói cùng người rằng: Xin hãy đến làm quan tướng chúng ta sẽ đánh dân Ammon. Nhưng Giép-thê đáp cùng các trưởng lão Gala-át rằng: Các ông há chẳng phải là kẻ ghét tôi và đuổi tôi khỏi nhà cha tôi sao? Còn bây giờ các ông đang bị cùng khốn, sao lại đến tôi? Các trưởng lão Gala-át đáp cùng Giép-thê rằng: Bây giờ chúng ta lại đến cùng ngươi, hầu cho ngươi đi với chúng ta. Ngươi sẽ đánh dân Ammon, rồi sẽ làm đầu của chúng ta và của hết thảy dân xứ Gala-át. Giép-thê lại đáp cùng các trưởng lão Gala-át rằng: Ví bằng các ông đem tôi về đặng đánh dân Ammon, và nếu Đức Giê-hô-va phó chúng nó vào tay tôi, thì tôi sẽ làm đầu các ông chứ? Các trưởng lão Gala-át nói cùng Giép-thê rằng: Chúng ta quả sẽ làm y như lời ngươi đã nói. Nguyện Đức Giê-hô-va làm chứng giữa chúng ta. Vậy Giép-thê đi cùng các trưởng lão Gala-át. Dân sự lập người làm đầu và tướng. Rồi tại Mít-ba, Giép-thê lặp lại trước mặt Đức Giê-hô-va hết thảy những lời người đã nói. Đoạn Giép-thê sai sứ giả đến cùng vua dân Ammon mà nói rằng: Ta với ngươi có việc chi nên ngươi kéo đến ta đặng hãm đánh xứ ta? Vua dân Ammon đáp cùng sứ giả Giép-thê rằng: Ấy bởi Israel khi ra khỏi nước Ai Cập có chiếm lấy xứ ta từ Ạc-nôn cho đến Gia Bốc và Giô-đanh. Bây giờ hãy trả êm lại xứ ấy cho ta. Giép-thê lại sai sứ giả đến cùng vua dân Ammon đặng nói rằng: Giép-thê nói như vậy: Israel không có xâm đoạt địa phận Mô-áp, cũng chẳng có chiếm lấy xứ của dân Ammon. Song khi Israel ra xứ Ai Cập thì đi ngang qua đồng vắng cho đến biển đỏ rồi tới Ca-đê. Bây giờ người sai sứ giả đến vua Ê-đôm đặng tâu rằng: Xin cho tôi đi ngang qua xứ vua. Nhưng vua Ê-đôm không bằng lòng. Người cũng sai sứ giả đến vua Mô-áp, vua Mô-áp cũng không khứng cho, nên Israel cứ ở tại Ca-đê. Đoạn người lại đi vào đồng vắng vòng quanh xứ Ê-đôm và xứ Mô-áp, rồi đến cõi phía đông xứ Mô-áp. Người hạ trại ở bên kia Ạc-nôn, không vào bờ cõi Mô-áp, vì Ạc-nôn là giới hạn của xứ Mô-áp. Rốt lại, Israel sai sứ giả đến cùng Si-hôn, vua người Amorit ở tại Hết-bôn, và dặn nói rằng: Xin để cho chúng tôi đi ngang qua xứ vua đặng đến xứ chúng tôi. Nhưng Si-hôn không đủ tin dân Israel nên không cho đi ngang qua xứ mình, bằng hiệp lại cả cơ binh mình kéo đến đóng trại tại Gia-hát và chống đấu cùng Israel. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phó Si-hôn và cả cơ binh người vào tay Israel. Israel đánh bại chúng nó và lấy toàn xứ dân Amorit là dân ở miền đó. Vậy Israel nhận được toàn xứ dân Amorit từ Ạc-nôn cho đến Gia-bốc và từ đồng vắng cho đến Giô-đanh. Vậy bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã đuổi dân Amorit khỏi trước mặt dân Israel của Ngài rồi, thì ngươi
lại muốn chiếm lấy xứ của họ sao? Ngươi há chẳng nhận được đất mà Kê-mốt là thần của ngươi đã ban cho ngươi sao? Thế thì chúng ta cũng nhận được đất của những kẻ nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã đuổi khỏi trước mặt chúng ta. Vả lại, ngươi có trỗi hơn Ba-lát, con trai Sếp-bô, vua Mô-áp chăng? Hắn há có khi nào cãi cọ hay là chiến đấu cùng Israel chăng? Đang lúc 300 năm mà Israel ở tại Hết-bôn và các thành địa hạt nó, A-rô-e và các thành địa hạt nó, cùng hết thảy các thành ở dọc theo Ạc-nôn, sao ngươi không lấy nó lại trong khi đó? Vậy, ta không có phạm tội cùng ngươi, nhưng ngươi đã làm quấy cùng ta mà hãm đánh ta. Nguyện Đức Giê-hô-va là đấng đoán xét, ngày nay xét đoán giữa dân Israel và dân Ammon. Nhưng vua dân Ammon không khứng nghe lời của Giép-thê sai nói cùng người. Thần của Đức Giê-hô-va bèn cảm động Giép-thê, người trải qua Ga-la-át và Ma-na-xê, sang đến Mít-ba ở Ga-la-át, rồi từ Mít-ba ở Ga-la-át người đi đánh dân Ammon. Giép-thê khẩn nguyện cùng Đức Giê-hô-va rằng: Nếu Ngài phó dân Ammon vào tay tôi, khi tôi thắng chúng nó trở về, hễ chi ở cửa nhà tôi đi ra đầu hết đặng đến đón rước tôi, thì nấy sẽ thuộc về Đức Chúa Trời, và tôi sẽ dâng nó làm của lễ thiêu. Đoạn, Giép-thê đi đến dân Ammon đặng giao chiến cùng chúng nó, và Đức Giê-hô-va phó chúng nó vào tay người. Người đánh bại chúng nó từ A-rô-e cho đến Minit và cho đến A-ben-Keramim, cùng chiếm lấy của chúng nó 20 cái thành. Ấy là một bại trận rất lớn. Dân Ammon bị phục trước mặt dân Israel. Giép-thê trở về nhà mình tại Mít-ba. Kìa, con gái người ra đón rước người, có cầm trống nhỏ và nhảy múa. Nàng là con một của người, ngoài nàng chẳng có con trai hoặc con gái nào khác hơn. Giép-thê vừa thấy nàng liền xé áo mình mà rằng: Ớ con, than ôi, con gây cho cha tức tối quá thay. Con thuộc vào số kẻ làm rối cha, vì cha có mở miệng khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va không thể nuốt lời. Nàng thưa rằng: Cha ơi, nếu cha có mở miệng khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va, xin hãy làm cho con y như lời ra khỏi miệng cha, vì bây giờ Đức Giê-hô-va đã báo thù kẻ cừu địch cha rồi, tức là dân Ammon. Đoạn, nàng lại nói cùng cha mình rằng: Xin cha hãy nhậm cho con lời này, để cho con thông thả trong 2 tháng, con sẽ đi ở trên núi đặng cùng chị em bạn con khóc về sự đồng trinh của con. Giép-thê đáp rằng: Con cứ đi, rồi người để nàng đi 2 tháng. Vậy nàng đi cùng chị em bạn mình khóc sự đồng trinh mình tại trên núi. Cuối 2 tháng nàng trở về cha mình, và người làm cho nàng tùy theo lời khấn nguyện mình đã hứa. Nàng chẳng có biết người nam. Tại cơ đó trong Israel có thường lệ này: mỗi năm các con gái Israel đi than khóc con gái của Giép-thê người Ga-la-át trong 4 ngày. Chương 12. Người Ép-ra-im nhóm hiệp đến tại Sa-phôn và nói cùng Giép-thê rằng: Vì sao ngươi đi đánh dân Ammon không gọi chúng ta đi với? Chúng ta sẽ đốt nhà ngươi luôn với ngươi. Giép-thê đáp rằng: Ta và dân sự ta có cuộc tranh cạnh rất lớn với dân Ammon, và khi ta kêu các ngươi thì các ngươi không có giải cứu ta khỏi tay chúng nó. Thấy rằng các ngươi không đến tiếp cứu ta, thì ta đã liều mình đi đánh dân Ammon, và Đức Giê-hô-va đã phó chúng nó vào tay ta. Vậy sao ngày nay các ngươi lên đến ta đặng tranh chiến cùng ta? Kế ấy, Giép-thê hiệp lại hết thảy dân Ga-la-át giao chiến cùng Ép-ra-im. Người Ga-la-át đánh bại người Ép-ra-im vì họ có nói rằng: Ở dân Ga-la-át, giữa Ép-ra-im và Ma-na-xê, các ngươi chỉ là kẻ trốn tránh của Ép-ra-im đó thôi. Đoạn, người Ga-la-át xâm chiếm những chỗ cạn sông Giô-đanh trước khi người Ép-ra-im đi đến đó. Và khi một người trốn nào của Ép-ra-im nói rằng: Xin để cho tôi đi qua, thì người Ga-la-át nói rằng: Ngươi có phải người Ép-ra-im chăng? Người đáp: Không. Chúng bèn nói cùng người rằng: Thế thì hãy nói Shibolet. Người nói Shibolet, không thể nói cho rõ được. Chúng bèn bắt họ và giết đi tại chỗ cạn của sông Giô-đanh. Trong lúc đó,
có 42.000 người Ephraim bị chết. Giếp-thê, người Gala-át, làm quan xét trong Israel được 6 năm. Đoạn người qua đời và được chôn trong một thành ở xứ Gala-át. Sau người, có Íp-sang ở Bethlehem làm quan xét trong Israel. Người có 30 con trai và 30 con gái. Người gả các con gái ra ngoài nhà mình và cưới 30 con gái ở ngoài làm vợ cho các con trai mình. Người làm quan xét trong Israel được 7 năm. Đoạn Íp-sang qua đời, được chôn tại Bethlehem. Sau Íp-sang có Elon, người Sa-bu-lôn, làm quan xét trong Israel, phán xét Israel trong 10 năm. Đoạn Elon, người Sa-bu-lôn qua đời, được chôn tại Ayalon trong đất chi phái Sa-bu-lôn. Sau Elon có Abdon, con trai Hi-len, người Phi-ra-thôn, làm quan xét trong Israel. Người có 40 con trai và 30 cháu trai, chúng nó đều cưỡi 70 lừa con. Người phán xét Israel 8 năm. Đoạn Abdon, con trai Hi-len, người Phi-ra-thôn qua đời và được chôn tại Phi-ra-thôn ở xứ Ephraim trên núi dân Amalek. Chương 13. Dân Israel cứ làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay dân Philistin trọn 40 năm. Vả có một người Sorea thuộc về một họ hàng của chi phái Đan tên là Manoa, vợ người son sẻ không có con. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người đàn bà ấy mà rằng: "Kìa, ngươi son sẻ không có con, nhưng ngươi sẽ thọ thai và sinh một đứa trai. Vậy từ bây giờ hãy cẩn thận, chớ uống rượu hay là vật chi sai, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch, vì ngươi sẽ có nghén và sinh một con trai. Dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó, bởi vì đứa trẻ từ trong lòng mẹ sẽ làm người Nasire cho Đức Chúa Trời. Về sau, nó sẽ giải cứu Israel khỏi tay dân Philistin." Người đàn bà đi thuật lại cùng chồng mình rằng: "Một người của Đức Chúa Trời đã đến cùng tôi. Diện mạo người giống như diện mạo thiên sứ của Đức Chúa Trời, rất đáng kinh đáng sợ. Tôi không dám hỏi người ở đâu, người cũng không tỏ cho biết tên người. Nhưng người có nói cùng tôi rằng: kìa, ngươi sẽ thọ thai và sinh một đứa trai. Vậy bây giờ chớ uống rượu hay là vật chi sai, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch, vì đứa trẻ đó từ trong lòng mẹ cho đến ngày qua đời sẽ làm người Nasire cho Đức Chúa Trời." Manoa cầu nguyện Đức Giê-hô-va mà rằng: "Ôi Chúa, xin Chúa cho người của Đức Chúa Trời mà Chúa đã sai xuống lại đến cùng chúng tôi, đặng dạy chúng tôi điều phải làm cho đứa trẻ sẽ sinh ra." Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của Manoa. Thiên sứ của Đức Chúa Trời lại đến cùng người đàn bà đang khi ngồi trong đồng ruộng, còn Manoa chồng nàng không có tại đó với nàng. Người đàn bà liền chạy thuật cho chồng rằng: "Kìa, người đã đến cùng tôi ngày nọ, nay lại hiện đến." Manoa đứng dậy đi theo vợ mình, và khi đến gần người đó thì nói rằng: "Ông có phải là người đã nói cùng đàn bà này chăng?" Người đáp: "Ấy là ta." Manoa tiếp: "Khi lời ông ứng nghiệm thì đứa trẻ phải giữ theo lệ nào và phải làm sao?" Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đáp cùng Manoa rằng: "Người đàn bà phải kiêng cử mọi điều ta đã dặn. Nàng chớ nên ăn sản vật gì của vườn nho, chớ nên uống rượu hay là vật chi uống sai, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch. Người khá giữ theo mọi điều ta đã chỉ dạy cho." Bây giờ Manoa thưa cùng thiên sứ của Đức Giê-hô-va rằng: "Xin cho phép chúng tôi cầm ông lại, đặng dọn dâng cho ông một con dê con." Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đáp cùng Manoa rằng: "Dầu ngươi cầm ta lại, ta cũng chẳng ăn thực vật của ngươi. Nhưng nếu muốn làm một của lễ thiêu thì hãy dâng lên cho Đức Giê-hô-va." Vả Manoa không rõ ấy là thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Manoa lại thưa cùng thiên sứ của Đức Giê-hô-va rằng: "Danh ông là chi để chúng tôi tôn trọng ông khi lời ông phán được ứng nghiệm?" Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đáp rằng: "Sao ngươi hỏi danh ta như vậy? Danh ta lấy làm diệu kỳ." Manoa
bắt con dê con luôn với của lễ chay dâng lên cho Đức Giê-hô-va tại trên hòn đá. Thiên sứ bèn làm ra một việc lạ lùng, có Ma-nô-a và vợ người làm chứng kiến. Trong lúc ngọn lửa từ bàn thờ cất bay lên trên trời, thì thiên sứ của Đức Giê-hô-va cũng lên theo trong ngọn lửa của bàn thờ. Thấy vậy, Ma-nô-a té sấp mặt xuống đất. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va chẳng còn hiện đến cùng Ma-nô-a và vợ người nữa. Ma-nô-a nhận biết ấy là thiên sứ của Đức Giê-hô-va, bèn nói cùng vợ rằng: quả thật chúng ta sẽ chết vì đã thấy Đức Chúa Trời. Nhưng vợ đáp rằng: nếu Đức Giê-hô-va muốn giết chúng ta, lẽ nào Ngài có nhậm của lễ thiêu và của lễ chay nơi tay ta? Là lẽ nào Ngài đã cho chúng ta thấy các điều này và cho ta nghe những lời mà chúng ta đã nghe ngày nay? Người đàn bà này sinh một con trai, đặt tên là Samson. Đứa trẻ lớn lên và Đức Giê-hô-va ban phước cho. Thần của Đức Giê-hô-va khởi cảm động người tại trong dinh đan giữa khoảng Sorea và Etaon. Chương 14. Samson đi xuống Thimna, thấy một người nữ trong vòng các con gái Philistin. Người đã trở lên thuật điều đó cho cha mẹ mình mà rằng: con có thấy tại Thimna một người nữ trong vòng các con gái Philistin. Bây giờ xin hãy hỏi nàng cưới cho con. Cha mẹ người nói rằng: trong vòng các con gái của anh em con và trong cả dân sự chúng ta, há chẳng có người nữ nào mà con phải đi cưới vợ nơi dân Philistin chẳng chịu cắt bì đó sao? Samson đáp cùng cha rằng: xin cha hãy cưới nàng đó cho con vì nó đẹp mắt con. Vả, cha mẹ người chẳng rõ điều đó bởi nơi Đức Giê-hô-va mà đến, vì người tìm dịp tranh đấu cùng dân Philistin. Lúc bấy giờ dân Philistin quản hạt Israel. Samson đi xuống Thimna với cha mẹ mình. Khi đến vườn nho Thimna, thấy một sư tử tơ đến đón gầm hét. Thần của Đức Giê-hô-va cảm động Samson rất mạnh. Tuy tay chẳng cầm vật chi, song người xé con sư tử đó như xé con dê con vậy. Nhưng người chẳng thuật cho cha mẹ hay điều mình đã làm. Vậy người đi xuống nói cùng người nữ. Người nữ đẹp lòng Samson. Sau một ít lâu, người trở lại đặng cưới nàng. Đi vòng lại xem cái thây sư tử, thấy trong xác nó có một đoàn ong và mật. Người bụng mật trong tay, vừa ăn vừa đi. Đến gần cha mẹ, người đưa cho cha mẹ ăn, nhưng chẳng thuật rằng mình đã lấy mật đó trong thây sư tử. Cha người đi xuống nhà người nữ ấy, và tại đó Samson bày ra một tiệc. Ấy là thường tục của các gã thanh niên hay làm. Vừa thấy chàng, người ta bèn mời 30 gã thanh niên để kết bạn cùng chàng. Samson nói: tôi sẽ ra cho anh em một câu đố. Nếu trong 7 ngày tiệc anh em giải nó ra, thì tôi sẽ thưởng anh em 30 cái áo trong và 30 bộ áo lễ. Còn nếu anh em không giải nó ra được, thì anh em phải nộp cho tôi 30 cái áo trong và 30 bộ áo lễ. Chúng đáp rằng: hãy ra câu đố anh đi cho chúng tôi nghe. Vậy chàng ra cho chúng rằng: của ăn từ giống ăn mà ra, vật ngọt từ giống mạnh mà ra. Trong 3 ngày chúng không giải được câu đố. Đến ngày thứ 7 chúng nói cùng vợ Samson rằng: hãy dụ chồng nàng giải câu đố cho chúng ta, bằng chẳng chúng ta sẽ đốt nàng và nhà cha nàng. Có phải để bóc lột chúng ta mà các ngươi thỉnh chúng ta chăng? Vợ Samson khóc trước mặt người mà rằng: quả thật chàng ghét tôi, chẳng thương tôi chút nào. Chàng đã ra một câu đố cho người dân sự tôi mà không có giải nghĩa cho tôi. Người đáp: kìa, ta không giải nghĩa cho cha mẹ ta thay, mà ta lại phải giải nghĩa cho nàng sao? Trong 7 ngày ăn tiệc, nàng cứ khóc như vậy trước mặt người. Qua ngày thứ 7, người giải nghĩa cho nàng, bởi vì nàng làm cực lòng người. Đoạn nàng giải lại cho người dân sự mình. Vậy ngày thứ 7, trước khi mặt trời lặn, người trong thành đến nói cùng chàng rằng: có gì ngọt hơn mật, có chi mạnh hơn sư tử? Samson bèn đáp:
Nếu các ngươi không cày ruộng bằng bò cái tơ ta, thì các ngươi không giải được câu đố ta. Bây giờ, thần của Đức Giê-hô-va cảm động người. Người đi xuống Ách-ca-lôn, giết 30 người, cướp lấy áo sống của chúng nó, thưởng cho những người giải được câu đố. Đoạn, người nổi giận phừng phừng trở lên về nhà cha mình. Vợ Samson bị gả cho một người trai trẻ mà chàng đã chọn làm bạn. Chương 15. Sau ít lâu, nhằm mùa gặt lúa mì, Samson đi thăm vợ mình, đem cho nàng một con dê con và nói rằng: "Tôi muốn đi đến cùng vợ tôi ở trong phòng nàng." Nhưng cha nàng không cho phép người vào, bèn nói rằng: "Ta ngờ ngươi ghét nó nên ta đã gả nó cho bạn của ngươi. Em gái nó há chẳng lịch sự hơn nó sao? Vậy hãy lấy em nó thế cho." Samson đáp rằng: "Nếu lần này ta làm hại cho dân Philistine thì ta cũng vô tội." Vậy Samson đi bắt 300 con chó rừng, cũng lấy những đuốc, rồi cột đuôi mỗi hai con lại và cột đuốc giữa hai đuôi. Người đốt đuốc thả chó rừng vào trong lúa mì của dân Philistine. Như vậy, người đốt lúa mì đã bó cùng lúa mì chưa gặt và các vườn olive. Dân Philistine hỏi: "Ai đã làm điều đó?" Người ta đáp: "Samson, rể của người Thimna, bởi vì người Thimna bắt vợ hắn mà gả cho một người bạn của hắn." Dân Philistine bèn đi lên, thiêu nàng luôn với cha nàng trong lửa. Samson nói: "Nếu các ngươi làm như vậy thì ta quyết hẳn báo thù các ngươi rồi mới chịu an nghỉ." Người đánh chúng nó bị thua bệ cả thể. Đoạn, người đi xuống và ở tại hang đá Ê-tam. Bây giờ, dân Philistine đi lên, đóng trại tại Giu-đa và tràn ra đến Lê-chi. Người Giu-đa nói cùng chúng rằng: "Cớ sao các ngươi lên đánh chúng ta?" Chúng đáp: "Chúng ta lên đây ấy đặng trói Samson, chúng ta sẽ đãi hắn y như hắn đã đãi chúng ta." 3.000 người Giu-đa bèn xuống hang đá Ê-tam mà nói cùng Samson rằng: "Ngươi há chẳng biết rằng dân Philistine là chủ chúng ta ư? Vậy sao ngươi đã làm điều đó cho chúng ta?" Người đáp: "Ta đãi chúng nó như chính chúng nó đãi ta." Chúng lại nói rằng: "Chúng ta xuống đặng trói ngươi để nộp ngươi vào tay dân Philistine." Samson tiếp: "Hãy thề cùng ta rằng các ngươi chẳng giết ta." Chúng đáp rằng: "Không, chúng ta chỉ muốn trói ngươi nộp vào tay dân Philistine, chứ chẳng muốn giết ngươi đâu." Vậy chúng bèn trói người bằng hai sợi dây mới và dắt ra khỏi hang đá. Khi đến Lê-chi, dân Philistine ra đón người và la tiếng reo mừng. Song thần của Đức Giê-hô-va cảm động Samson, những dây cột cánh tay người trở thành như chỉ gai bị lửa đốt, tàn rớt khỏi tay người. Gặp được một cái hàm lừa con mới tinh, người bèn giơ tay lượm lấy và dùng nó đánh 1.000 người. Bây giờ Samson nói rằng: "Với một hàm lừa, giết chất thay từng đống. Với một hàm lừa, ta đánh 1.000 người." Khi người đã nói xong, bèn ném cái hàm lừa khỏi tay mình và đặt tên chỗ đó là Ramat Lechi. Bởi người bị khát nước quá đỗi, bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va mà rằng: "Chúa đã ban cho tôi tới Chúa sự giải cứu lớn lao này. Hồ dễ nào bây giờ tôi phải chết khát và sa vào tay những kẻ không chịu cắt bì sao?" Đức Chúa Trời liền chẻ hòn đá bọng ở tại Lê-chi, có nước chảy ra. Samson uống thì tâm thần người hồi tỉnh và lòng mạnh mẽ lại. Bởi đó cho nên người ta đặt tên cái suối này là En-ha-kore cho đến ngày nay. Suối ấy ở tại Lê-chi. Nhằm thời kỳ dân Philistine quản hạt Israel thì Samson làm quan xét nơi Israel trọn 20 năm. Chương 16. Samson đi đến Gaza, thấy một kỵ nữ ở đó, bèn đi vào nhà nàng. Người ta thuật cho dân Gaza rằng Samson đã đến đây. Chúng bèn vây người và rình giữ trọn đêm tại cửa thành. Cả đêm ấy chúng giữ yên lặng mà rằng: "Rựng sáng chúng ta sẽ giết hắn." Samson ở ngủ cho đến khuya. Lối khuya, người thức dậy, nắm hai cánh cửa thành và hai cây trụ,
nhổ nó lên luôn với cây then, vác trên vai và đem lên chót núi đối ngang Hebron. Sau đó, người yêu mến một người nữ ở trong trũng Soret tên là Dalila. Các quan trưởng Philistine đến nhà nàng mà rằng: "Hãy ráng dụ dỗ hắn, hầu cho biết bởi đâu hắn có sức mạnh lớn lao kia, và chúng ta phải làm thế nào cho được thắng hơn, trói và bắt hắn phục. Chúng ta ai nấy sẽ thưởng cho nàng 1100 miếng bạc." Dalila nói cùng Samson rằng: "Tôi xin chàng hãy nói cho tôi biết bởi đâu chàng có sức mạnh lớn lao và phải dùng chi trói chàng đặng bắt phục chàng." Samson đáp: "Nếu người ta trói tôi bằng 7 sợi dây cung tươi và còn ướt, thì tôi sẽ trở nên yếu đuối như một người khác." Các quan trưởng Philistine đem cho Dalila 7 sợi dây tươi và còn ướt, nàng lấy trói người. Và tại trong phòng ở nhà nàng có binh phục, nàng nói: "Ớ Samson, người Philistine xông hãm ngươi." Xong, người bứt những sợi dây như một sợi chỉ gai đứt khi đụng đến lửa. Như vậy, căn nguyên sức mạnh người chẳng tìm ra được. Dalila nói cùng Samson rằng: "Này, chàng đã gạt tôi, nói dối cùng tôi. Xin bây giờ tỏ cho tôi phải lấy chi trói chàng." Người đáp: "Nếu người ta cột ta bằng dây lớn mới chưa hề có ai dùng, thì ta sẽ trở nên yếu như một người khác." Vậy Dalila lấy dây lớn mới trói Samson rồi nói rằng: "Ớ Samson, người Philistine xông hãm ngươi." Vả có binh đang phục trong một phòng, nhưng người bứt đứt những sợi dây lớn trói cánh tay y như một sợi chỉ vậy. Dalila nói cùng Samson rằng: "Chàng gạt tôi và nói dối tôi đến bây giờ. Vậy xin nói cho tôi biết phải trói chàng bằng chi?" Người đáp: "Nàng cứ dệt 7 lọn tóc thắt của đầu ta vào trong canh chỉ của nàng." Dalila lấy con sẻ cột chặt lại rồi la rằng: "Ớ Samson, người Philistine xông hãm ngươi." Nhưng người thức dậy, nhổ con sẻ của khung cưỡi ra luôn với canh chỉ. Bây giờ nàng mới nói rằng: "Làm sao chàng nói được rằng tôi yêu nàng? Bởi vì lòng chàng chẳng thành cùng tôi. Chàng đã gạt tôi 3 lần và chẳng nói cho tôi biết bởi đâu có sức lực lớn nơi chàng." Mỗi ngày nàng lấy câu hỏi ghẹo lòng rối trí người, đến đổi người bị tức mình hòng chết. Người bèn tỏ hết sự lòng mình mà rằng: "Dao cạo chẳng hề đưa qua đầu ta, vì từ trong lòng mẹ ta đã làm người Nasire cho Đức Chúa Trời. Nếu ta bị cạo, sức lực ta sẽ lìa khỏi ta, ta tất trở thành yếu như người khác." Dalila thấy người đã tỏ hết sự lòng cho mình, sai mời các quan trưởng Philistine mà rằng: "Lần này hãy lên, vì hắn đã tỏ hết sự lòng cho tôi." Vậy các quan trưởng Philistine đi lên nhà nàng, đem bạc trong tay. Nàng khiến Samson nằm ngủ trên đầu gối mình, gọi một người biểu cạo 7 mé tóc trên đầu chàng. Như vậy nàng khởi làm khốn khổ người, sức lực bèn lìa khỏi người. Bây giờ nàng nói: "Ở Samson, người Philistine xông hãm ngươi." Người thức dậy mà rằng: "Ta sẽ ra như các lần trước và gỡ mình cho thoát khỏi tay chúng nó." Nhưng người chẳng biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình. Người Philistine bắt người, khoét con mắt, đem xuống Gaza, rồi trói người bằng dây đồng đậu đôi và bắt người phải xay cối trong ngục. Song tóc người đã bị cạo khởi mọc lại. Và các quan trưởng Philistine nhóm lại đặng dân của tế lễ lớn cho Dagon, thần của họ, và đặng vui mừng nhau. Chúng nói rằng: "Thần chúng ta đã phó Samson vào tay chúng ta là kẻ thù nghịch chúng ta." Dân sự vừa thấy người cũng cất tiếng ngợi khen thần mình mà rằng: "Thần chúng ta đã phó kẻ thù nghịch vào tay chúng ta là kẻ đã phá hại xứ chúng ta và đã giết biết bao nhiêu người." Đang khi lòng rất hớn hở, chúng la lên rằng: "Hãy gọi Samson để hắn làm trò vui cho chúng ta." Vậy chúng dẫn Samson ở ngục đến, rồi người làm trò trước mặt chúng.
người ta đã để người đứng giữa các cột. Samson bèn nói cùng đứa trẻ nắm tay mình rằng: Hãy buông ta và để cho ta rờ đến các cột đỡ chịu cái đền, hầu cho ta dựa vào đó. Vả, đền đầy những người nam, người nữ và hết thảy các quan trưởng Philistin đều ở đó. Tại trên sân mái đền cũng có độ gần 3.000 người nam và nữ xem Samson làm trò. Bây giờ Samson kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: Chúa Giê-hô-va ơi, xin Ngài nhớ lại tôi. Hỡi Đức Chúa Trời, xin ban sức lực cho tôi chỉ lần này mà thôi, hầu cho tôi báo thù dân Philistin về sự mất hai con mắt tôi. Samson vớ lấy hai cây cột ở chính giữa đỡ chịu cái đền, một cây ở bên hữu và một cây ở bên tả, nhận vào mà rằng: Nguyện tôi chết chung với dân Philistin. Đoạn người ráng hết sức xô hai cây cột, đền đổ xuống trên các quan trưởng và cả dân sự ở đó. Ấy vậy, trong lúc chết, Samson giết nhiều người hơn là giết trong khi còn sống. Kế đó, anh em người và cả nhà cha người đi xuống, đem thây người về, chôn tại giữa Sorea và Etaon trong mộ của Manoa cha người. Samson làm quan xét trong Israel 20 năm. Chương 17. Trong núi Ephraim, có một người nam tên là Mica. Người nói cùng mẹ mình rằng: 1100 miếng bạc người ta ăn cắp của mẹ, mà mẹ đã rủa xả trước mặt con và buông những lời trù ẻo chính tai con đã nghe. Này, bạc đó hiện ở trong tay con, ấy là con đã lấy. Mẹ người đáp rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho con. Mica trả lại cho mẹ mình 1100 miếng bạc ấy. Mẹ bèn nói cùng người rằng: Tôi biệt bạc này riêng ra cho Đức Giê-hô-va để làm cho con trai tôi một cái tượng chạm luôn với hai cái chân bằng gan. Vậy mẹ trả bạc lại cho con bây giờ. Xong, Mica lại trả bạc cho mẹ mình. Mẹ bèn lấy 200 miếng trao cho thợ đúc làm một tượng chạm luôn với cái chân bằng gan để trong nhà Mica. Như vậy, nhà Mica trở nên một cái đền thờ thần. Người cũng làm một cái ephod và những teraphim, rồi lập một con trai mình làm thầy tế lễ. Trong lúc đó, không có vua nơi Israel, mọi người cứ làm theo ý mình tưởng là phải. Bây giờ ở Bethlehem tại xứ Juda, về nhà Juda, có một gã trai trẻ là người Lê-vi kiều ngụ trong thành ấy. Người đó bỏ thành Bethlehem tại xứ Juda đặng đi kiếm nơi nào kiều ngụ được. Đang đi đường, người tới núi Ephraim qua nhà Mica. Mica hỏi rằng: Ngươi ở đâu đến? Người Lê-vi đáp: Tôi ở Bethlehem trong xứ Juda đến, toan đi tới nơi nào tôi kiều ngụ được. Mica nói: Hãy ở đây với ta, làm cha và thầy tế lễ cho ta. Ta sẽ cấp cho ngươi mỗi năm 10 miếng bạc, một bộ áo sống và những vật cần nuôi mình. Người Lê-vi bèn vào, bằng lòng ở cùng Mica, và Mica coi người trẻ ấy như một con trai của mình. Mica lập người Lê-vi làm thầy tế lễ cho mình, và người ở trong nhà Mica. Mica nói: Bây giờ ta biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ làm ơn cho ta, bởi vì ta có người Lê-vi này làm thầy tế lễ. Chương 18. Đang lúc đó chẳng có vua nơi Israel. Chính hồi ấy, chi phái Đan đi tìm một địa phận đặng lập nghiệp, vì từ trước đến giờ trong các chi phái Israel, chi phái này chưa nhận được sản nghiệp nào hết. Vậy, người Đan chọn trong chi phái mình 5 người mạnh dạn, sai từ Sorea và Etaon đi khắp nơi do thám sứ và dặn họ rằng: Hãy đi do thám sứ. Chúng sang qua núi Ephraim đến nhà Mica và ngủ đêm tại đó. Chúng đang ở gần bên nhà Mica thì nghe tiếng của gã trẻ tuổi là người Lê-vi, bèn lại gần mà hỏi rằng: Ai dẫn ngươi đến đây? Ngươi ở đây làm chi? Và ở chỗ này có gì? Người đáp: Mica có đãi tôi thế này, cấp cho tôi lương tiền, dùng tôi làm thầy tế lễ cho người. Chúng tiếp: Thế thì hãy hỏi ý Đức Chúa Trời, để chúng ta biết con đường chúng ta đi đây sẽ có may mắn chăng? Thầy tế lễ đáp: Hãy đi bình an,
Đức Giê-hô-va đói đến con đường của các ngươi đi. Vậy năm người ấy lên đường đến La-ít, thấy dân sự tại đó có thói tục dân Si-đôn ở an ổn, bình tịnh và vững chắc. Trong kẻ quản hạt xứ đó chẳng có ai làm cho chúng bị hại chút đỉnh nào hết. Chúng vốn cách xa dân Si-đôn, chẳng có việc chi với ai cả. Kế ấy, năm người trở về cùng các anh em mình tại Sorea và Etaon, thì anh em hỏi chúng rằng: các anh đã làm gì? Năm người đáp: hè, hãy đi lên đánh chúng nó, vì chúng tôi có thấy xứ ấy thật lấy làm tốt nhất. Ủa kìa, anh em ở đó chẳng làm chi sao? Chớ nên biếng nhác mà đi lên đến chiếm lấy xứ ấy làm sản nghiệp. Khi anh em vào xứ đó sẽ đến cùng một dân ở an ổn. Xứ ấy thật rất rộng, và Đức Chúa Trời đã phó nó vào tay anh em. Quả thật một nơi chẳng thiếu vật chi đất sinh sản. Vậy 600 người về dòng Đan cầm binh khí, đi từ Sorea và Etaon lên đóng trại tại Kiriath Yearim trong đất Giuđa, nên chỗ đó hãy còn gọi là trại quân Đan cho đến ngày nay. Nó ở phía sau Kiriath Yearim. Từ đó chúng đi sang núi Ephraim và đến nhà Mica. Bây giờ năm người đã đi do thám xứ La-ít, cất tiếng nói cùng anh em mình rằng: trong nhà này có một cái ephod, những teraphim và một tượng chạm với chân bằng gan, anh em có biết chăng? Vậy bây giờ hãy xem điều anh em phải làm. Chúng bèn lại gần vào nhà người Lê-vi trẻ tuổi, tức là vào nhà của Mica, và chào người. 600 người về dòng Đan cầm binh khí giữ ở ngoài cửa, nhưng 5 người đã đi do thám xứ đi lên vào nhà và cướp lấy tượng chạm, chân bằng gan, ephod và những teraphim, đang khi thầy tế lễ đứng tại cửa cùng 600 người cầm binh khí. 5 người đó vào nhà cướp lấy các vật ấy rồi. Thầy tế lễ bèn hỏi chúng nó rằng: các ngươi làm chi vậy? Chúng đáp rằng: hãy nín đi, lấy tay bụm miệng lại và đến cùng chúng ta, làm cha và thầy tế lễ cho chúng ta. Ngươi làm thầy tế lễ cho một nhà, hay làm thầy tế lễ cho một chi phái, một họ hàng trong Israel, điều nào là khá hơn? Thầy tế lễ mừng lòng lấy ephod, những teraphim và tượng chạm, rồi nhập với bọn ấy. Chúng bèn xây lại lên đường, để cho con trẻ, súc vật và đồ hành lý đi trước. Chúng đã đi xa khỏi nhà Mica rồi. Có những kẻ ở gần nhà Mica nhóm lại đuổi theo người Đan, vì chúng kêu la sau họ. Người Đan xây lại mà nói cùng Mica rằng: ngươi có điều chi? Vì sao ngươi có nhóm lại những kẻ đó? Mica đáp: các ngươi đã cướp lấy các thần ta đã làm nên và luôn thầy tế lễ mà đi, còn chi lại cho ta? Sao các ngươi còn hỏi rằng ta có điều chi? Người Đan đáp cùng Mica rằng: chớ cho ta nghe tiếng ngươi nữa, e có người nổi giận xông hãm các ngươi, làm cho ngươi và nhà ngươi đều bị mất sự sống chăng? Bây giờ người Đan cứ đi đường, còn Mica thấy chúng mạnh hơn mình, bèn trở về nhà mình. Ấy vậy, sau khi đã cướp lấy vật của Mica đã chế ra và thầy tế lễ mà người đã có trong nhà mình, thì chúng xông vào dân La-ít, là một dân ở bình tịnh vững chắc, lấy gươm giết dân đó rồi châm lửa đốt thành đi. Chúng giữ tượng chạm của Mica làm nên trọn trong lúc đền Đức Chúa Trời ở tại Si-lô. Chương 19. Nhằm lúc không có vua trong Israel, có một người Lê-vi đến kiều ngụ nơi góc xa hơn hết của núi Ephraim, lấy một người vợ bé ở Bethlehem, thành xứ Giuđa. Vợ bé người hành dâm bỏ người đi về nhà cha mình tại Bethlehem trong xứ Giuđa và ở đó 4 tháng. Chồng nàng trỗi dậy đi theo nàng, muốn lấy lời ngọt cảm lòng nàng, đặng dẫn nàng về nhà mình. Người có đem theo một đầy tớ và 2 con lừa. Nàng mời người vào nhà cha mình. Cha nàng thấy người đến, ra đón rước cách vui mừng. Ông gia người là cha của người đàn bà trẻ cầm người lại, và người ở nhà ông gia trong 3 ngày, cùng ăn uống và ngủ đêm tại đó. Ngày thứ 4, họ dậy sớm
và khi người Lê-vi sửa soạn ra đi, cha của người đàn bà trẻ bèn nói cùng rể mình rằng: hãy dùng một miếng bánh đặng đỡ lòng con, rồi sau các ngươi sẽ đi. Vậy vợ chồng ngồi ăn uống cùng nhau. Cha của người đàn bà trẻ nói cùng người chồng rằng: con hãy định ở lại đêm nay nữa cho lòng con vui mừng. Người Lê-vi dậy sớm đặng đi, nhưng ông gia nài ép quá đến đổi người trở lại và ở đêm đó nữa. Ngày thứ năm, người dậy sớm đặng ra đi, thì cha của người đàn bà trẻ nói cùng người rằng: xin con hãy dùng bữa, nán ở lại cho đến xế chiều. Rồi vợ chồng ngồi lại ăn. Đoạn, người Lê-vi đứng dậy đặng đi cùng vợ bé và tôi tớ mình. Nhưng ông gia là cha của người đàn bà trẻ nói rằng: này, ngày đã xế, chiều hầu gần, cha xin hai con hãy ở đêm tại đây. Ngày đã xế, hãy ở đêm lại đây cho lòng con vui mừng. Ngày mai hai con sẽ thức dậy sớm đặng lên đường và trở về nhà con. Nhưng người chồng không muốn ở đêm, bèn đứng dậy và đi. Người đến tại trước Giê-bu, tức là Giê-ru-sa-lem, với hai con lừa thắng, cũng có vợ bé theo người. Khi hai người đến gần Giê-bu, ngày đã xế nhiều rồi. Kẻ tôi tớ thưa cùng chủ rằng: hè, chúng ta hãy xây qua, đặng vào trong thành dân Giê-bu này và ngủ đêm tại đó. Chủ đáp rằng: chúng ta không vào trong một thành kẻ ngoại bang, là nơi chẳng có người Israel. Chúng ta sẽ đi đến Gibea. Người lại nói cùng kẻ đầy tớ rằng: hè, ta hãy ráng đi đến một nơi nào ở đằng trước, hoặc Gibea hay là Rama, đặng ngủ đêm tại đó. Vậy chúng cứ đi đường. Khi đến gần Gibea là thành thuộc về Benjamin, thì mặt trời lặn rồi. Chúng bèn quẹo vào thành Gibea đặng ngủ đêm tại đó. Vậy chúng đi vào, ngồi tại ngoài phố chợ của thành, vì không ai tiếp vào nhà mình đặng cho ở ban đêm. Vả có một người già làm việc ở ngoài đồng buổi chiều trở về. Người ấy vốn quê ở núi Ephraim, đang kiều ngụ tại Gibea, song dân cư thành này là người Benjamin. Người già ngước mắt lên, thấy kẻ hành khách này ngồi trên phố chợ của thành, bèn hỏi rằng: ngươi ở đâu đến và đi đâu? Người hành khách đáp rằng: chúng tôi đến từ Bethlehem ở xứ Juda, đang đi về nơi góc xa của núi Ephraim là nơi sinh tôi ra. Tôi đã đi đến Bethlehem ở xứ Juda, và nay tôi đến nhà của Đức Giê-hô-va, nhưng chẳng có ai tiếp tôi vào nhà mình. Vả lại, chúng tôi có rơm và cỏ cho lừa chúng tôi, rượu và bánh cho tôi, cho con đòi và cho người trai trẻ đi theo kẻ tôi tớ ông, chẳng thiếu gì cho chúng tôi cả. Người già nói: bình an cho ngươi, ta lãnh lo liệu mọi điều ngươi có cần dùng, ngươi sẽ chẳng ngủ đêm tại phố chợ đâu. Người già bèn mời người vào nhà và cho lừa ăn. Các hành khách rửa chân rồi ăn và uống. Khi chúng đang ăn vui vẻ, có những người trong thành là kẻ gian tà vây nhà, giọng cửa và nói cùng ông già là chủ nhà rằng: hãy đem người đã vào nhà ngươi đó ra cho chúng ta biết hắn. Chủ nhà ra đến cùng chúng mà rằng: hỡi anh em, đừng, xin chớ làm điều ác, vì người này đã vào nhà tôi, chớ phạm sự sỉ nhục này. Kìa, con gái ta còn đồng trinh và vợ bé người kia, ta sẽ dẫn chúng nó ra ngoài cho anh em sẽ lăng nhục họ, đãi họ tùy ý thích anh em, nhưng với người này chớ phạm điều sỉ nhục giường ấy. Song những kẻ đó không khứng nghe người. Người khách bèn bắt vợ bé mình dẫn ra ngoài cho chúng. Chúng biết nàng, lăng nhục nàng trọn đêm cho đến sáng, rồi đuổi nàng về khi rựng đông. Gần sáng, người đàn bà đến ngã tại cửa nhà chồng nàng trọ và nằm tại đó cho đến sáng ngày. Sáng đến, chồng nàng trỗi dậy, mở cửa nhà ra, đặng lên đường mình. Kìa, thấy vợ bé mình nằm sải trước cửa nhà, hai tay ở trên ngạch. Người nói cùng nàng rằng: hãy đứng dậy, chúng ta hãy đi. Song nàng chẳng trả lời. Người bèn để nàng trên lừa mình, lên đường và trở về nhà.
Đến nhà rồi, người lấy một con dao, nắm vợ bé mình, chặt từng tay từng chân ra 12 đoạn, gửi đi khắp địa phận Israel. Hết thảy ai thấy sự đó đều nói rằng, từ khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập cho đến ngày nay, người ta chưa hề làm hoặc thấy việc như vậy. Khá nghĩ đến điều đó, bàn luận nhau và giảng ý ra. Chương 20. Bây giờ cả dân Israel đều kéo ra đi từ Đan cho đến Beersheba và cho đến xứ Galaad. Hội chúng tụ hiệp lại như một người trước mặt Đức Giê-hô-va tại Mít-ba. Những quan trưởng của cả dân sự, tức là của các chi phái Israel, đều ra mắt trong hội của dân Đức Chúa Trời. Có 400.000 lính bộ có tài cầm gươm. Và người Benjamin đã hay rằng dân Israel đi lên Mít-ba. Dân Israel nói, hãy thuật lại cho biết tội ác này đã phạm làm sao. Người Lê-vi, chồng của người đàn bà đã bị giết, đáp rằng, tôi có vào Gi-bê-a là thành của Benjamin với vợ bé tôi đặng ngủ đêm tại đó. Nhưng dân Gi-bê-a dấy lên cùng tôi, đang ban đêm vây nhà tôi ở. Chúng đã toan giết tôi, có hành hung cùng vợ bé tôi, và nó chết vì cớ đó. Đoạn, tôi nắm lấy thây vợ bé tôi, chặt nó ra từng đoạn, gửi đi khắp địa phận của sản nghiệp Israel, vì chúng nó có phạm một tội trọng, một sự sỉ nhục trong Israel. Này, hết thảy dân Israel có mặt đây, anh em hãy bàn luận nhau và liệu định phải làm thế nào đây. Cả dân sự đứng dậy như một người mà rằng, chẳng ai trong chúng ta sẽ trở lại trại mình, không ai rút về nhà mình. Bây giờ, này là điều chúng ta phải xử cho Gi-bê-a. Chúng ta sẽ đi lên đánh thành đó theo thứ tự của thăm nhất định. Trong các chi phái Israel, chúng ta phải lấy 10 người trong 100, 100 người trong 1.000, 1.000 người trong một muôn. Chúng ta sẽ đi tìm lương thực cho dân sự. Rồi khi trở về, người ta phải xử Gi-bê-a của Benjamin tùy theo sự sỉ nhục mà thành ấy đã phạm nơi Israel. Ấy vậy, hết thảy người Israel nhóm nhau hãm đánh thành đó, hiệp lại như chỉ một người. Các chi phái Israel sai sứ giả đến cùng chi phái Benjamin mà nói rằng, tội ác đã phạm tại trong các ngươi là gì? Bây giờ hãy nộp cho chúng ta những người gian tà của Gi-bê-a để chúng ta xử tử chúng nó và diệt điều ác khỏi giữa Israel. Nhưng người Benjamin không khứng nghe tiếng của anh em mình là dân Israel, bèn ra khỏi các thành họ và nhóm hiệp tại Gi-bê-a đặng giao chiến cùng dân Israel. Trong ngày đó, người ta tu bộ người Benjamin từ các thành mà đến, số là 26.000 người nam đều có tài cầm gươm, không kể dân Gi-bê-a được số 700 người tinh binh. Trong cả dân sự ấy, có 700 người tinh binh thuận tay tả. Hết thảy những kẻ đó có tài dùng trành ném đá trúng một sợi tóc mà chẳng hề sai trật. Người ta cũng tu bộ những người nam Israel, không kể người Benjamin, thì số được 40 vạn người, có tài cầm gươm, thảy đều là chiến sĩ. Vậy, dân Israel đi lên Bê-tên và cầu vấn Đức Chúa Trời như vậy. Ai trong chúng tôi phải lên trước đặng giao chiến cùng người Benjamin? Đức Giê-hô-va đáp, Giu-đa sẽ đi lên trước. Vừa sáng ngày, dân Israel kéo đi và đóng trại gần Gi-bê-a. Người Israel ra đánh người Benjamin dàn trận cùng chúng tại trước Gi-bê-a. Người Benjamin bèn ra khỏi Gi-bê-a và trong ngày đó giết 22.000 người Israel nằm chật đất. Dân Israel lại phấn chí dàn trận mới tại chỗ mình đã dàn ngày thứ nhất. Dân Israel đi lên khóc trước mặt Đức Giê-hô-va cho đến chiều tối, cầu vấn Đức Giê-hô-va mà rằng, tôi phải giao chiến lại cùng người Benjamin là anh em của tôi chăng? Đức Giê-hô-va đáp, hãy lên đánh nó. Ngày thứ nhì, người Israel kéo tới đánh người Benjamin. Người Benjamin cũng ra Gi-bê-a nội ngày đó, đánh dân Israel, lại giết nằm sải dưới đất một muôn 8.000 người của dân ấy, thảy đều có tài cầm gươm. Bây giờ, hết thảy người Israel và cả dân sự đều đi lên Bê-tên, khóc
và đứng tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va, cử ăn trong ngày ấy cho đến chiều tối, rồi dâng của lễ thiêu và của lễ thụ ân tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Đang khi ấy, hòm giao ước của Đức Chúa Trời ở tại đó, có Phi-nê-a, con trai Ê-li-a-sa, cháu A-rôn, phục sự trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy, dân Israel cầu vấn Đức Giê-hô-va mà rằng: "Tôi còn phải giao chiến cùng người Benjamin anh em tôi, hay là tôi phải đình lại?" Đức Giê-hô-va đáp: "Hãy đi lên, vì ngày mai ta sẽ phó chúng nó vào tay các ngươi." Israel bèn phục binh chung quanh Gibea. Ngày thứ ba, dân Israel đi lên đánh người Benjamin và dàn trận cùng Gibea như các lần trước. Người Benjamin ra đón dân Israel bị dụ xa thành. Y như hai lần trước, chúng khởi đánh và giết mấy người của dân Israel. Chừng 30 người tại trong hai con đường trải qua đồng bằng đi lên, một ngã tới Bê-tên và ngã kia tới Gibea. Người Benjamin nói rằng: "Kìa, chúng nó bị bại trước mặt chúng ta như lần trước." Nhưng dân Israel nói: "Chúng ta hãy chạy trốn, dụ chúng nó ra cách xa thành, đến trong các đường cái." Hết thảy người Israel bèn bỏ chỗ mình đứng, dàn trận tại Ba Anh Thama, và đạo binh phục của Israel đâm sầm ra khỏi chỗ phục mình tại đồng bằng Gibea. Như vậy, sải có một muôn tinh binh của Israel đã phục tại trước Gibea xông tới, đánh giặc rất dữ dội. Nhưng người Benjamin không biết tai họa hãm lấy mình. Đức Giê-hô-va đánh bại người chi phái Benjamin trước mặt dân Israel, và trong ngày đó dân Israel giết 25,001 người Benjamin, hết thảy đều có tài cầm gươm. Người Benjamin thấy rõ mình bị bại, và người Israel đã nhường bước cho người Benjamin vì chúng tin cậy nơi sự phục binh mình ở gần Gibea. Những binh đã phục lật đật xông hãm Gibea, đi tới lấy gươm giết hết thảy cả người ở thành. Người Israel đã hẹn một dấu hiệu với những binh phục, là những binh phục phải làm cho một ngọn khói đen cất lên khỏi thành. Vậy, dân Israel đã thối lại trong trận, còn người Benjamin khởi đánh và giết chết chừng 30 người Israel. Chúng nói: "Quả thật chúng nó bị thua trước mặt chúng ta như lần trước." Nhưng khi trụ khói khởi bay lên khỏi thành, người Benjamin nhìn xem lại đằng sau, thấy cả thành đều có khói bay lên trên trời. Bây giờ dân Israel trở lại, còn những người Benjamin lấy làm kinh hãi vì thấy tai họa đã hãm áp mình. Chúng xây lưng lại trước mặt dân Israel, chạy trốn về phía đồng vắng. Nhưng đạo binh Israel theo riết gần, và những kẻ ra khỏi thành đều bị giết liền. Chúng vây phủ người Benjamin, đuổi theo và chà đạp họ tại nơi họ dừng lại, cho đến chỗ đối ngang Gibea về hướng mặt trời mọc. Như vậy, một muôn 8,000 người Benjamin phải ngã, thảy đều là người dõng sĩ. Trong số người xây lưng chạy trốn về phía đồng vắng, hướng hòn đá Rimmon, thì dân Israel còn giết dọc đường 5,000 người nữa. Đoạn, theo riết gần đến Gideom thì giết 2,000 người. Vậy, số tổng cộng người Benjamin ngã chết trong ngày đó là 25,000 người có tài cầm gươm, và thảy đều là người dõng sĩ. Lại có 600 người xây lưng chạy trốn về phía đồng vắng, đến hòn đá Rimmon, và ở đó 4 tháng. Đoạn, dân Israel trở lại đánh người Benjamin, dùng gươm giết hết thảy người ta ở trong thành, súc vật và hết thảy vật nào gặp được. Lại, hễ gặp thành nào thì châm lửa đốt nó. Chương 21. Tại Mít-ba, dân Israel có lập lời thề này: "Chẳng ai trong chúng ta sẽ gả con gái mình cho một người Benjamin." Đoạn, dân sự đến Bê-tên, ở lại đó trước mặt Đức Chúa Trời cho đến chiều tối, cất tiếng lên khóc dầm dề mà rằng: "Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, ngày nay thiếu một chi phái của Israel, sao tai họa này xảy đến cho chúng tôi?" Qua ngày sau, dân sự đều đứng dậy,
xây trong chỗ đó một bàn thờ dâng lên của lễ thiêu và của lễ thù ân. Và dân Israel đã có thề lời trọng thể này: kẻ nào chẳng đến ra mắt Đức Giê-hô-va tại Mít-ba sẽ hẳn bị xử tử. Nên họ bèn hỏi: trong các chi phái Israel có người nào không đến hội đồng trước mặt Đức Giê-hô-va chăng? Song dân Israel ăn năn về điều đã xảy đến cho chi phái Benjamin anh em mình mà rằng: ngày nay một chi phái đã trút khỏi Israel, chúng ta sẽ làm sao đặng có người nữ cho những kẻ còn sống? Vì chúng ta đã nhân danh Đức Giê-hô-va thề rằng không gả một con gái nào của chúng ta cho họ. Vậy chúng nói rằng: trong các chi phái Israel có ai chẳng đến ra mắt trước mặt Đức Giê-hô-va tại Mít-ba chăng? Và từ Gia-be trong xứ Ga-la-át chẳng có ai đến vào trại quân tại hội đồng, vì khi tu bộ dân thì chẳng thấy có người nào của dân Gia-be ở xứ Ga-la-át. Hội chúng bèn sai đến Gia-be một muôn 2.000 người mạnh mẽ hơn hết và truyền lệnh rằng: hãy đi dùng gươm giết dân cư của Gia-be ở xứ Ga-la-át luôn với người nữ và con trẻ. Này là điều các ngươi sẽ làm: hãy tận diệt mọi người nam luôn mọi người nữ đã làm bạn một người nam. Chúng tìm được trong dân Gia-be ở xứ Ga-la-át 400 con gái đồng trinh chưa làm bạn với người nam, bèn dẫn chúng nó về trại quân tại Si-lô ở trong xứ Ca-na-an. Toàn hội chúng sai sứ đến người Benjamin rút ở nơi hòn đá Rimmon đặng giảng hòa cho chúng. Người Benjamin bèn trở về. Dân Israel gả cho chúng những người nữ mình đã dung thứ để còn sống trong số những người nữ Gia-be ở xứ Ga-la-át, nhưng không đủ cho mọi người. Vậy dân sự ăn năn về việc Benjamin, vì Đức Giê-hô-va có làm khuyết trong các chi phái Israel. Các trưởng lão của hội chúng nói: bởi những người nữ của chi phái Benjamin đã bị tuyệt diệt, thì chúng ta phải làm sao đặng kiếm vợ cho những người còn lại? Lại tiếp rằng, những người còn sống sẽ nhận được sản nghiệp thuộc về Benjamin, kẻ một chi phái bị trút khỏi Israel chăng? Song chúng ta chẳng thế gả con gái chúng ta cho họ được, vì dân Israel có lập lời thề này: đáng rủa xả cho kẻ nào gả một người vợ cho Benjamin. Vậy chúng nói: kìa, tại Si-lô, ở về hướng bắc Bê-tên, phía đông của con đường đi từ Bê-tên lên Si-chem và phía nam Lê-bô-na, mỗi năm người ta giữ một lễ cho Đức Giê-hô-va. Chúng bèn khuyên người Benjamin rằng: hãy đi phục trong vườn nho. Hễ khi thấy các con gái của Si-lô đi ra đặng múa hát rập nhau, thì các ngươi hãy ra khỏi vườn nho, rồi mỗi người trong các ngươi phải cướp lấy một người vợ trong bọn gái trẻ của Si-lô đó, đoạn trở về xứ Benjamin. Khi cha hay anh chúng nó đến kiện cùng chúng ta sẽ đáp rằng: xin hãy làm ơn cho chúng tôi mà gả chúng tôi cho họ, vì trong giặc giả này chúng tôi không thể cưới một người vợ cho mỗi người trong bọn họ. Lại nữa, chẳng phải chính các anh em đã gả chúng nó cho họ? Vì nếu như vậy, chắc các anh em phải mắc tội. Người Benjamin bèn làm như vậy. Trong bọn người nữ múa hát, chúng cướp lấy một số người vợ bằng số của mình, rồi đi trở về sản nghiệp mình. Chúng xây đắp thành lại và ở tại đó. Bây giờ, dân Israel ai nấy đều trở về trong chi phái và họ hàng mình. Từ nơi đó, mỗi người đi về sản nghiệp mình. Đang lúc đó, không có vua trong Israel, ai nấy làm theo ý mình lấy làm phải. Sách Kinh Thánh trọn bộ của chương trình có 66 sách, 39 sách Cựu Ước và 27 sách Tân Ước. Quý thính giả, các con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời, hãy nghe hàng ngày để linh hồn chúng ta được tăng trưởng đức tin và thêm mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Anh chị em muốn tải về máy nghe, hãy vào trang web Cốc Cốc, vào trang YouTube, nhấn phần download MP3 về nghe. Anh chị em giúp chương trình chia sẻ cho mọi người trên mạng cộng đồng xã hội để nhiều người được biết. Chúa yêu hết thảy anh chị em trong tình yêu cứu Chúa Jesus Christ. Amen.